Mình đối xử như vậy có quá đáng với con Xuân không, không biết. Giờ thấy thằng Lộc nó đau khổ nhớ vợ nó vậy, tự nhiên nó thấy làm như xót xa quá trời của đất. Tất cả cũng tại cha Sáu Bảnh hết trơn hết trọi. Chuyện đâu có đáng gì, đâu có đến nỗi đâu mà tự nhiên cấm cản tuyệt đối không cho hai đứa tụi nó qua lại thăm nhau. Dù gì nữa tụi nó cũng là vợ chồng với nhau. Trời ơi, ông cô đơn rồi làm như ông không muốn ai có đôi có cặp gì hết trơn vậy trời. Sao kỳ vậy? Tiếc là bực mình hết sức nói. Chưa có năm nào mua cái mai độc lạ như năm nay. Mà chắc nở sớm quá. Nở sớm thì tốt thôi, coi như là mùa xuân tới sớm. Ôi, bà không biết cái gì bà cũng trọt trọt vô. Người ta chơi mai, năm có mùa tới thì người ta chơi mai, người ta muốn nở ngày mùng 1 à. Ý nghĩa ở đây là mai là nó đem sự may mắn, hiểu không? Trời đất ơi, anh Sáu, thời đại bây giờ mà anh còn mê tín dị đoan vậy nữa hả? Cái mà may mắn hay không á là do thời vận thôi, chứ đâu phải do cây mai. Mà nè, sorry anh nha, hình như là anh học tới lớp 1, lớp 2 rồi anh nghỉ phải không? Sai chính tả rồi. Cái cây mai á là cái chữ mai á là chữ y ngắn, còn cái may mắn mà anh nói á là may là y dài, hay còn gọi là y cà rết đó. Thôi mệt bà quá. Người miền Tây mình từ xưa tới giờ vậy thôi à. Ví dụ như là cái mai này á là một năm mình chơi một lần, thì ông bà mình cứ nói là cứ nở hễ đúng mùng 1 á, mà nó nở ra hết á nha, thì năm đó mình ăn được. Mà hễ mà cứ 30 tối 30 mà nó hé que mà nó rụng nụ là coi như năm đó coi như làm ăn thất bại hoàn toàn. Cái đây là mình phải tin á, không tin không được đâu à. Tại sao trong miền Nam mình ăn rồi cứ hễ Tết người ta sợ đắng cay mà cứ nấu canh khổ qua là cầu cho khổ nó qua đi. Ủa chứ không phải khổ qua người ta gọi là khổ quá, khổ quá, khổ quá. Nói bà cũng không biết gì hết trơn á trời. Thôi để tôi vô tôi suy nghĩ để làm sao để chế thuốc gì để cho nó cầm cái mai này lại nè, chứ không là nó nở bung hết trơn hết trọi. Để cho mai mà nó không nở mà chỉ có nụ, dễ thôi, easy. Mà tại sao một người nông dân, một người trồng cây kiểng bao đời nay, ông Sáu Bảnh mình lại không biết nguyên tắc như thế nào để cầm cho mai nó đừng nở. Cũng may là trong thời gian mình ở nước ngoài rảnh rỗi quá, mình đã tìm hiểu nguyên tắc làm cho tất cả các loài vật không bung ra. Easy, chờ đi. Với cái keo này thì ta sẽ cho mai không nở ra. Thế mà bù là mùng 3 còn chưa nở, nhưng mà vui vui thì sáng mùng 1 nó sẽ nở. Đơn giản thôi, nguyên tắc nó thật là đơn giản. Đây, chích vô là khích, chích vào là nó hít, chích vào là nó hít, chích vào là nó hít, chích vào là nó hít. À, hay quá An. Tôi đang sợ nó bung sớm rồi, tìm cách cầm nó cho nó tới đúng ngày mùng 1. Có cách làm cầm giỏi vậy? Chà, tưởng không mần gì, cuối cùng cũng được quá hen. Cảm ơn An. Thôi tôi đi vô chứ tôi đứng đây bà hú hồi người ta tới người ta coi bói đó. Sáu Bảnh ơi, kỳ này là Sáu Bảnh phải nể rồi. Không biết khô chưa ta? Để cho chắc ăn. Nhiều khi nó bung ra quá, cái không có vô nhiều, mà chích vô thêm nè, chích vô thêm nè. Đó, chích nè, chích nè. Cái kiểu này á ha, Sáu Bảnh nha, 30 Tết lấy dao nại còn chưa nở nữa. Mà không được, 30 Tết mà nại không nở, cái mùng 1 ổng nói xui nữa. Ê, không sao. Nhớ hồi xưa ở đây có coi cái tuồng cải lương nào mà có cái câu cải lương nó ca là Hồ tan kêu rã, xương suối mày sẽ rã thôi. Chị hai không ngủ được hả? Hay là nhớ anh Lộc? Chị nhớ anh Lộc đúng không? Thiệt hay nghĩ chuyện của mình hay buồn ghê á. Lấy chồng xong rồi còn về đây ở nhờ tía nữa. Hai về đây á, hai cứ nghe người ta nói ra nói vô. Hai sợ là tía nghe được rồi tía buồn. Nè, hai đừng có suy nghĩ nhiều quá. Miệng thiên hạ người ta thích nói gì thì nói. Nhưng mà em nghĩ nếu như mà có người hiểu chuyện á, người ta sẽ biết thông cảm cho chị hai nhiều hơn. Ai ngờ đâu má chồng quá đáng như vậy, sao mà sống nổi. Tội cho anh Lộc. Tía nói là anh vô dụng, không có đứng về phía vợ, không có binh vực vợ. Rồi xong tía cấm hai anh chị không có được qua lại với nhau. Tổn thương. Em cũng công nhận lần này tía hơi quá. Làm gì mà đến nỗi cứ cấm hai anh chị không được qua lại với nhau. Thiệt á, em nhìn em xót lắm luôn đó. Nhưng mà suy cho cùng, cũng tại tía thương chị hai cho nên mới vậy thôi. Còn chuyện của Út với lại Bảo Nam sao? Út có chút tình cảm nào với ổng không vậy? Nhưng mà chị thấy rõ ràng đó nha, thấy ông Bảo Nam thương và lo cho Út lắm đó. Bây giờ chuyện của hai á đã đủ rối nùi rồi, chuyện của em á cũng đâu thua kém gì đâu. Ai cũng muốn em đến với Bảo Nam, nhưng mà thật lòng á, em không thể đón nhận anh Nam. Mặc dù em biết là anh rất là tốt với em. Thiệt á, còn nặng tình với thằng Khang lắm cho nên mới vậy đó. Em không quên được hay à. Cứ nhìn thấy mặt của ảnh là em xót lắm. Thôi đi ngủ đi, biết đâu ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn. Uống miếng nước đi. Chuyện con An á, để từ từ bác nói chuyện với nó. Bác biết con cũng buồn, nhưng cho nó thời gian. Dạ không sao đâu bác. Chuyện tình cảm mình đâu thể ép buộc được. Với lại con thấy vậy cũng hay đó. An làm theo con tim và tình cảm riêng của cô ấy. Cô ấy làm vậy con còn quý An nhiều hơn nữa. Với lại bây giờ cũng khuya rồi, sao bác Sáu chưa đi ngủ? Hay là lo chuyện của chị Xuân? Lo cho con An một, bác lo cho con Xuân tới 10. Bởi vì nó có gia đình rồi, mà nó sống không có êm ấm với gia đình bên chồng nó. Bác càng nghĩ càng không ngủ được. Thôi con cũng đi ngủ đi, khuya rồi. Dạ thôi con đi ngủ đây. Bác Sáu cũng đi ngủ ha. Giữ gìn sức khỏe nha bác. Con đi ngủ trước nha. Trời ơi quá trời dơ nè. Tết nhất tới nơi mà cái nhà này không có quét dán nhện là giống như cái động bằng tơi luôn. Ây da, cái gì vậy? Ây da, khó quá vậy. Anh Khang. Ủa, con qua đây gì? Em qua để kiếm anh đó. Nè, anh nghỉ tay đi. Thôi, nghỉ tay gì? Tôi đang quét, tôi đang dọn dẹp mà. Anh nghỉ tay đi. Bỏ lát về làm tiếp. Đi ra đằng kia chơi với em, có chỗ này vui lắm. Vui chỗ nào? Ở ngoài thị xã có cái quán cà phê mới mở. Trời ơi, nó đông vui bá chỉ bù chét luôn. Anh Khang chở em ra đó chơi nha. Thôi cô tự đi tự vui gì đó với bạn bè cô bá chế bù chét đi. Thôi hôm nay em hẹn anh với mấy đứa bạn để giới thiệu anh với mấy tụi nó. Đi với em đi. Thôi cô tự giới thiệu rồi tự ra nhậu, tự chơi gì đó với bạn cô đi. Bây giờ tôi đang quét rồi. Tới nhất mà không quét thì nhà tôi dơ em mà. Hả? Vậy thôi. Vậy nha. Vậy thôi em ở nhà phụ anh. Trời. Phụ chi nữa? Thì đi với em thì anh cũng không đi. Em ở nhà thì anh hỏi như vậy. Thì chuyện nhà của anh cũng giống như chuyện nhà của em thôi. Có gì đâu. Thôi. Không chơi gì đâu. Nhà tôi thì tôi lo. Nhà cô thì cô tự lo đi. Nha. Trời ơi, giờ này mà anh còn phân biệt nhà em nhà anh nữa. Thôi, nhà tôi có quy định, có cái tật là nhà ai nấy lo. Vậy đó. Vô đụng nhà khác mất công người ta xui, người ta đổ thừa. Đáng ghét. Trời ơi, sao quét nhà mà cũng bị ám nữa trời. Nhà em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao, có xây leo kín rào. Thiệt á, em kỳ ghê. Em tuyệt tình dễ sợ luôn á. Em thấy nhỏ không tội nghiệp không? Em nghĩ sao vậy? Em nghĩ sao mà em đuổi nó về vậy hả? Nhỏ mời đi uống cà phê thì mình đi. Có gì đâu mà mình từ chối người ta. Người ta nói nha, theo tình là tình chạy, chạy tình nó là tình theo. Bây giờ em cứ chấp nhận tình yêu của con Kiều đi. Còn tình yêu của Thùy An á hả? Bít cửa rồi cưng. Không có cửa đâu. Đã cái vòng kia ám rồi thêm cái vòng này nữa. Thiệt chứ. Sao ám hoài vậy? Chị coi lại cái miệng của chị đi ha. Chị nói chuyện với người ta mà cái miệng gì chép. Cái miệng của chị giống như mấy bà đóng phim ác trong vài chữ gì đó. Cái thằng này đồ có thứ đẹp mà ế. Tự lo cho thân mình đi. Hôm nay mai nó sẽ không nở ra một nụ nào hết. Nhưng sáng mùng 1 tất cả các nụ mà nó sẽ nở bung ra. Trời ơi, lúc đó ông Sáu Bảnh ông sẽ nhìn mình một cách là khâm phục. Oh my god. Oh my god. Sao đụng nổ hết rồi. Bây giờ làm sao? Trời, sao bạn biết là mình sẽ chết. Kèo dán sắt. Cái gì vậy? Gì sáng sớm la sùm vậy? Hi, how are you? Cái gì? How are you? Ai làm hao tổn gì? No. Ý là em nói với lại anh đó. No, ý là thôi nói với lại Sáu là sáng nay Sáu khỏe không? Khỏe. Thế thì bây giờ để Thu trả lời nha. I am fine, thank you. Thu dẹp đi. Nói đại ở nhà quê nói ba cái tiếng đó làm gì? Làm gì sáng sớm ra đứng múa như con cong nữa. Áo nàng vàng, anh về anh yêu hoa cúc. Không cần. Nè rồi. Nó nghe nè. Bây giờ để ăn sáng. Giang ra. No, tôi không có ý như vậy. No. Không phải tôi mà. Né ra. Bà làm gì nó? Tại sao bà lặt rụng nụ hết? Tôi không có lặt, mà là tôi không làm gì hết. Em không làm gì hết, em chỉ có ý tốt thôi à. Có nghĩa là tại vì biết anh muốn là những cái nụ này nè nó đừng có nở hoa ra sớm, cho nên á em mới là suy nghĩ một kế rất là hay. Em lấy keo dán sắt á, em chích cái đầu nụ kia nó đừng nở ra. Nhưng mà sáng nay nó không nở ra mà nó rụng. Sao bà không lấy cái keo dán sắt bà chích vô cái miệng bà? Nếu mà lấy keo dán sắt chích vô miệng em thì em câm luôn thì sao? Thà bà. Mai đẹp dữ hết té. Dữ mày, trời ơi, dạ. Tao lửa mà. Tôi có làm trời gì sai đâu. Hết thảy con bà Bảy luôn. Vừa phải thôi chứ. Trời đất ơi, bộ tôi là người ở của mấy người hả? Ủa chửi ai vậy Thu? Tôi chửi ông Sáu Bảnh đó. Chà, mặt giận dỗi vậy chắc Sáu Bảnh ghẹo chuyện gì vậy? Thôi, đừng có khóc. Bình tĩnh kể tôi nghe coi chuyện gì. Gì vậy? Im mong gỡ quán gì? Tôi hỏi mai nè. Tôi tốt quá mà. Tôi thấy ông Sáu Bảnh á, ông mua cây mai về. Mà cái cây mai á, không hiểu ông mua làm sao không biết nữa. Mà ngày nào á, cái nụ cũng nở. Rồi ông Sáu Bảnh ông nói trời ơi ông buồn quá. Ông muốn cho cây mai ông nở đúng vào cái ngày tốt của ông. Ông đi ra đi vô ông suy nghĩ, ông buồn ông rầu. Tôi thấy như vậy á, tôi mới động não. Trời ơi Phai có biết là tôi phải thức đêm thức hôm thức khuya, tôi không ngủ để tôi suy nghĩ là làm sao cho mai á, cái nụ nó phải úp vô như vậy hoài để cho nó nở đúng ngày của ông Sáu Bảnh. Công tình tôi nghĩ ra được như vậy. Mà quả tình luôn là cây mai nó không có nở bông ra. Cái nụ nó vẫn còn là nụ. Mà ông la, ông mắng, ông đuổi tôi như vậy đó. Ủa? Nụ còn nguyên mà sao vậy? Thì đó, nụ còn nguyên. Nó chỉ không dính vào trong cái cây thôi. Nó chỉ rớt xuống thôi. Đó, nó y chang vậy. Tại tôi lấy keo chích vô từng cái đầu nụ á. Rồi cái bây giờ nụ nó không nở ra. Nó chỉ vậy thôi, có gì đâu mà ông chửi tôi. Đúng rồi, trời bất dung gian, trời hại ông rồn Sáu Bảnh ơi. Hại tôi hả? Tôi làm gì mà hại tôi? Không phải chuyện cái Sáu Bảnh. Trời ơi vừa lắm nè. Làm như tôi thèm ở vậy lắm. Cái cây đó hả nha, tôi nói cho Thu biết cái cây đó là tôi nhắm rồi. Tôi định mua rồi mà chả vô chả hớt tay trên tôi. Chả dành chả giật cho đã đời, chả đem về, cuối cùng chả gặp nạn. Thấy chưa? Thấy không? Cuộc đời này đâu nói trước được. Quả báo ta nhãn tiền liền à, chứ không phải là đợi tới kiếp sau đâu, có liền tại chỗ. Đúng là làm ơn mất quán mà. Ơn quán cái gì? Bây giờ này nè, cái này tôi mới mua đó. Mới mua. Cây mai của Phai đó hả? Của tôi mới mua đó cô Thông. Đẹp quá. Đẹp không? Đẹp. Trời ơi, nhờ thằng Chả ha, người ta dành những cái cây kia mà tôi sao cuối cùng tôi chọn ra được cái cây này. Nè, Phai nè. Sao? Phai có thể là nhường cây mai này lại cho tôi được không? Bao nhiêu tiền tôi cũng trả hết á. Mắc hơn gấp mấy lần cũng được. Để tôi đem cây mai nè, tôi về tôi đền cho ông Sáu. Được không Phai? Mai này hả? Bao nhiêu tiền cũng được, không thành vấn đề. Tía, thôi tía. Hả? Cho luôn hả? Thôi cho luôn. Nó lắc đầu mà. Tía. Hả? Ủa mày nói cho luôn mà. Tía tặng rồi lấy gì chứ? Tía thích cây mai này lắm mà. Thôi quyết định vậy đi, không nói nhiều. Bây giờ nè, tặng cho Thu luôn á, cho luôn. Rồi sao đem vậy đi, khỏi lấy đồng bạc hết. Tí ơi là tí. Thích người hơn thích mai. Nhưng mà để tí nói chuyện mày sao. Cùng lắm tao lấy mấy cái bông tao dán lên mày, chân mày cũng được. Không sao. Vậy cho Thu luôn hả? Trời ơi mai đâu có quý bằng người, mày khùng quá. Có cái chuyện đó tâm sự sao? Thank you. Nhiều khi á là Phai á còn quý mạng người hơn làng cha Sáu Bảnh á. Chả quý mai hơn quý mạng người. Cho Thu. Nhưng mà làm sao Thu đem về? Con đẩy qua cho cô Thu luôn. Đẩy qua nhà cô Thu nghe. Nghe không có nói nhiều. Rồi quyết định vậy nha. Cảm ơn nha. Đẩy ở đây. Đi về trước. Go. Xong rồi đem cái xe trả cho người ta luôn. Rồi. Thank you. Kỳ này cha Sáu Bảnh chết với mình. Trời ơi chỉ có một cây mai thôi mà mình đã tiến được gần tới trái tim của cô ấy rồi. Tôi đã nói rồi, đừng có hẹn thường. Lỡ người ta phát hiện rồi sao? Tại anh nhớ em quá. Thôi, anh có gì nói lẹ đi. Tại anh nhớ em chứ bộ. Sao đêm hôm đó anh có... Nè. Mình đẹp đôi ha. Giờ sao? Em có tiền không? Cho anh vài ít đi. Tại anh đang kẹt mà. Sao? Lại buồn chuyện bị Thùy An bỏ hả? Tôi nói cho anh biết là con Thùy An đó, nó chỉ yêu có một mình Minh Khang thôi. Anh có cố gắng cách mấy, anh cũng chỉ là người tới sau. Cô chỉ cần được nhìn thấy người tôi thương vui vẻ, hạnh phúc Vậy là được rồi. Không cần phải chiếm lấy người đó một cách miễn cưỡng giống như cô nghĩ đâu. Anh cao thượng quá. Để tôi coi anh cao thượng được bao lâu. Tôi nghĩ cô sẽ sống thoải mái, bình yên, nếu như cô bỏ được cái tính ganh tị, đố kỵ người khác. Chứ cô mà cứ tiếp tục như vậy, khó tìm được người mà cô yêu thật sự lắm. Anh Sáu Bảnh, Sáu Bảnh à, Sáu Bảnh ơi, Sáu Bảnh. Cái gì vậy? Bà gây chuyện gì nữa đây? Nhìn cho kỹ đi, dáng dốc đẹp hơn cây mai của ông nhiều, nụ còn rất nhiều. Chắc chắn là mới đầu năm thôi, những cái nụ sẽ nở bung ra. Nhìn cho kỹ đi. Nhìn mặt bà giang giang, bà đi ăn cắp ở đâu ạ? Nè, ông nhìn sao mà ông nói tôi đi ăn cắp? Tôi nô có đi ăn cắp đâu. Mà cái này giá là có người khác tặng cho tôi đó. Nè, cái chuyện gì đã qua rồi á thì qua luôn đi nghe chưa. Đừng có lo chuyện cũ ra rồi chì chiết người ta. Mà nói nào ngay, cái người mà tặng tôi cây hoa mai này nè vẫn tốt hơn ông rất nhiều lần. Người ta sẵn lòng tặng cho tôi, còn ai như ông sống vật chất, thương tiếc mai mà chì chiết trách móc người ta. Đó, ôm mai mà sống đi. Dám coi thường Thu hả? Mơ đi. Bà này nghĩ cũng hay chứ hả? Cũng mới vừa về giao lưu với ai được mà tặng cái chậu mai này. Hai hai qua đây Út ơi. Út. Dạ. Hả? Lại đây. Hai gọi em hả? Lại đây hai nói cái này nghe nè. Hả? Tết này á có dự định gì không? Dự định là dự định gì chị hai? Thì em cũng ăn Tết với chị hai với tía thôi. Hai không có hỏi chuyện đó. Hai hỏi là có dự định gì với anh Khang không? Anh Khang hả? Khang á. Khang á. Anh Khang. Ông Khang đó, từ sáng giờ ông cứ đứng rình trước cửa nhà mình hoài luôn. Ngày nào ai cũng thấy ông cứ lén lén đứng ở đây nhìn nè, muốn ứa nước mắt luôn vậy đó. Thấy xót ghê luôn á. Tính với nó làm sao? Thôi đi, chạy theo nó đi. Mắc mới gì mày xót? Dạ tía. Dạ đâu có gì đâu tía. Chuyện của người ta mắc mới mày xót. Tao đã nói tao không ưa thằng đó rồi mà. Hả? Sao mày xúi con An chi vậy? Đâu, con đâu có xúi gì đâu tía. Tại con thấy nó tới đây nó đứng tội nghiệp thiệt mà tía. Tội nghiệp cái gì? Tội nó là tội chưa xử đó. Từ nay trở đi nha, tao không muốn nó bước chân tới đây nghe chưa? Nè, tao nói cho biết nha, bước qua tới đây nha, bước vô nhà tao cái tao quánh tán khốt luôn đó. Dạ. Nó dạ rồi đó nha. Tụi bay làm chứng là nó dạ rồi đó nha. Trời ơi, chị hai. Tại hai mẹ bị la đó. Nó đi lẹ lẹ đi, tao canh cho mà không chịu đi. Em để tía phát hiện kìa. Giờ em mà bước ra đi một cái á, là tía thấy tía kêu em lại. Tía phang cho em gãy giò rồi sao? Bực mình cái ông Khang kia. Ở đâu vậy? Đây nè, đẹp lắm, lãng mạn lắm. Nhanh lên, coi chừng có ai theo nha. Hả? Nhanh lên, lẹ lên. Đi, anh đi theo em. Từ từ, trời ơi. Trời ơi, trời ơi, giờ đi nè. Công nhận cũng không quen ha. Được rồi, anh yên tâm đi. Em qua em nói là em rủ anh đi nhậu. Như vậy má anh cũng không có nghi nữa. Vậy hả? Không có nghi đâu. Rồi, vậy bây giờ em đứng em đợi anh nha. Anh chạy anh đi mua xì rượu. Rồi đi. Ê, giờ đi mua xì rượu chi? Vậy mới đúng kịch bản em nói chuyện với má anh. Nhưng mà bây giờ anh vô anh gặp Quên, đúng rồi. Bây giờ mình đi vô, anh nói chuyện với Xuân, xong rồi anh em mình đi nhậu. đúng vậy rồi vậy. Mai mốt má anh mới cho anh đi tiếp. Đúng rồi, khúc này anh đúng nè. Mà là giờ mình vô gặp xong là mình nhậu sau phải không? Đi nhậu sau. Đúng rồi, mình nói là mình đi nhậu thì mặt mình phải xỉn chứ. Đúng rồi. Lẹ lên, nhanh lên. Lẹ lên. Ra tới đó gặp anh hai là phải tranh thủ nói chuyện liền nghe không? Trời ơi, từ từ, coi chừng té xuống ruộng bây giờ. Lỡ mà tí phát hiện là chết đó. Để em canh cho. Rồi, nhưng mà từ từ nhanh lên. Đi. Rồi, tới rồi nè. Khoan, để coi nha. Cô có ai hết đó. Không ai phải không? Hai anh chị lẹ đi. Rồi đi. Ê, trời, khoan đã. Em đi bên đây nè. Anh đi bên đây. Để đi canh cho tí rồi. Sao vậy nha. Em bên đó. Em bên này. Còn em đứng đây nha. Anh ra gốc cây. Hả? Tự nhiên kéo ở đây hẹn hò cái anh chạy ra gốc cây ngồi. Hai đứa đó làm anh rối quá. Bây giờ là mình hẹn đó hả? Rồi bắt đầu hẹn đi. Tranh thủ đi. Em ơi, anh khổ quá. Cứ vậy hoài sao mình sống nổi. Có con rồi mà giống như là đi ăn trộm vậy đó. Chồng. Bây giờ vậy đi. Bây giờ hay là hai đứa mình đi ra ngoài thuê khách sạn 5 sao ở đi. Hả? Khùng hả? Gì? Trời ơi, dưới quê đâu ra khách sạn 5 sao cho ông. Nếu vậy thì mình thuê một căn nhà nhỏ xinh mình ở cũng được. Miễn sao là mình đi ra khỏi nhà mình ở. Rồi khi nào hết tiền rồi mạnh ai nó về. Sao kỳ vậy? Chứ hết tiền không về người ta đuổi cũng vậy hả? Tào lao quá, mệt quá. Chứ giờ sao vợ? Giờ tính sao vợ? Vậy em nói tía cho anh thuê cái phòng ở nhà em đi. Để anh qua bển anh ở chung với em cho nó tiện. Trời, anh khùng hả? Đã lén lút rồi tự nhiên bây giờ chui đầu về nhà tía nữa. Hai đứa đó làm anh rối đó. Anh làm em rối thì có. Giờ sao suy nghĩ lẹ đi, thời gian là vàng bạc đó. Trời ơi, giờ sao vợ? Sao bây giờ? Hay là em về em thưa chuyện với tía coi sao? Hay là em đang nghĩ tía đi. Hả? Thưa với tía hả? Nha. Em về em thưa với tía đi. Nếu nhưng mà tía vẫn cương quyết không chịu á thì thôi. Ổng chữ dữ lắm. Trời ơi, nói nãy giờ cũng như không à. Thiệt tình luôn á. Chứ anh rối quá, em suy nghĩ lẹ giùm anh đi. Đã rối rồi mà còn. Mai mốt có hẹn chỗ nào mát, ở đây nắng quá chói mắt rồi nè. Tụi nó nói chỗ này đẹp. Hả? Chỗ này đẹp hả? Thì tại tụi nó nói chỗ này đẹp với lại lãng mạn nữa. Lãng xẹt cái thì có. Em thấy đẹp. Vậy cũng được. Suy nghĩ lẹ đi. Từ từ đang suy nghĩ mà. Chồng. Sao ông suy nghĩ kêu tên tôi hoài vậy? Thì ôm cái đi rồi suy nghĩ. Rồi ôm rồi đó. Rồi suy nghĩ đi. Thôi được rồi. Để em về em thưa với tía. Dạ thưa tía. Anh sao? Dạ chào. Dạ. Đâu ai cho phép vô nhà mà đi làm gì vô nhà rần vậy hả? Ngồi đi. Bình tĩnh. Dạ. Hết sức bình tĩnh. Ăn kẹo không? Dạ thưa má mới qua. Con dạ, bác Năm Tổn. Nè anh Sáu, anh cứ bình tĩnh. Chuyện gì rồi cũng có hướng giải quyết. Anh bỏ dao xuống đi ha. Ai làm gì? Dao này tôi đang bận công chuyện mà ai làm gì? Thấy anh cầm ghê quá tôi tưởng là anh có. Dạ. Bệt anh quá. Ai chém ai giết gì? Má nói gì đi. Mày không thấy ổng dữ gì sao? Lỡ mà lạng quạng cái ổng chém má con mình rụng đầu, không có cái đầu để ăn Tết. Thôi bây giờ tôi cũng đại diện, tôi cũng nói thẳng luôn nè. Bữa nay là ý của chị Tám. Nhờ tụi tôi qua đây. Thật tình là chỉ muốn xin lỗi anh. Dạ thưa anh Sáu. Dạ tôi xin lỗi anh. Dạ. Tía, má con xin lỗi rồi kìa tía. Trời. Cóc nghiến răng chắc sắp có bão tới nơi rồi đó. Thôi mà. Dạ thiệt tình là tôi cũng muốn qua đây tôi xin lỗi anh. Để cho vui vẻ cả nhà. Chứ thật lòng là bấy lâu nay tôi cũng có bậy quá. Mà con Xuân á, thì nó đang mang thai. Còn tôi á, thì tôi cũng muốn cho cháu của tôi nó có đủ ngoại đủ nội. Cho nên tôi qua đây để tôi xin lỗi anh. Mong anh bỏ lỗi qua cho. Dạ sẵn đây con cũng xin lỗi tía luôn. Con hứa với tía từ nay về sau á, con sẽ bảo vệ và yêu thương vợ con. Và má con cũng thật lòng xin lỗi tía. Bây giờ người ta là phụ nữ, nghe không? Ta đã xuống nước vậy rồi. Thôi thì giờ bỏ qua cho người ta đi. Dạ. Tía, má chồng con xin lỗi rồi, chồng con cũng xin lỗi rồi mà. Tía bỏ qua đi tía. Nè. Tôi thấy anh không trả lời cái gì hết á. Anh còn nhớ ngày hôm bữa là cái ngày anh giảng hoài cho tôi với Năm Tổn không? Thấy không? Anh nói cái gì anh còn nhớ không? Anh nói mỗi người nhịn nhau một chút, đừng có gì cái tôi của mình nó bự quá, để cho con cháu nó vui vẻ nó đề huề, thấy không? Những lời hay ý đẹp anh dùng anh nói cho tôi với Năm Tổn. Rồi bây giờ anh sao vậy? thì ý ra là nói gì nói một cái vậy, người ta nói hoài mà không nói vậy người ta biết làm sao đâu, phải có câm cũng thốt lên được lời đúng không, nói tiếng đi vậy cho dễ biết. Hồi nãy giờ tôi có nói gì đâu, thì muốn nói gì người ta mới hiểu ý anh, tôi biết ý anh giờ muốn gì. Tôi không nói là tôi đồng ý rồi. Trời ơi, dạ làm hết hồn. Vậy cho nó dễ anh xui ha. Cảm ơn tía nhiều lắm. Cảm ơn tía, cảm ơn má, cảm ơn bác Năm Tổn, cảm ơn bác Bảy Tông. Nói thiệt tình ra là vậy à, Tết giết tới nơi rồi. Tôi cũng muốn hai gia đình nó đề quê à, để cho mình ăn cái Tết cho nó đầm ấm, chứ cũng đâu có muốn con cái mỗi đứa một nơi đâu mà. Dạ tía nói phải lắm. Tôi biết điều lắm. Nhưng mà nè, bây giờ á là tôi đồng ý tôi bỏ hết, nhưng mà phải có điều kiện. Điều kiện gì nữa vậy anh xui? Gì nữa vậy tía? Bây giờ cái điều kiện thứ nhất là từ nay trở đi á là cô không có được ăn hiếp con Xuân nữa. Phải thương yêu con Xuân nhiều hơn. Trời ơi, tất nhiên rồi. Nó mang cháu nội của tôi thì tất nhiên tôi phải thương nó không hết chứ có gì đâu. Sao tin được? Tôi nói nghe nè, nó đẻ cho con cô một đứa rồi, bây giờ đứa này là đứa thứ hai. Vậy mà đẻ đứa đó mà cô còn đuổi đó, cô nói sao tôi tin được? Anh xui ơi. Còn bây giờ còn điều kiện nữa. Nữa hả? Điều kiện này á là cô phải mừng nè. Sao vậy anh xui? Là nhất định không để con Chanh qua lại về nhà cô hết. Thì nó là con nuôi tôi là má nuôi của nó, thì nó qua lại nhà có sao đâu anh xui. Không, nếu cô nói như vậy tôi không bao giờ đồng ý. Nè, bây giờ tôi nói chị nè, bây giờ chị muốn có con gái nuôi hay là chị muốn vợ chồng tụi nó hòa thuận vui vẻ để chị có cháu nội chị bồng, hai cái chọn một. Thôi bây giờ anh Sáu anh nói vậy thì thôi gì bên anh gì con gái của anh thương con gái, anh lo con gái anh thì thôi chị cũng chiều anh cái đi cho nó em. Con thấy tía nói đúng á. Cái việc của cô Chanh á, là con đã cản má từ lâu rồi mà má không chịu nghe con. Vậy thì thôi, được. Thấy chưa, thấy vui chưa? dạ, vui. Đề quê hết không? Đề quê vui nhà vui cửa không? Giận hờn chi cho con trẻ này không? Nó mình hết giận con nó vui vẻ. Tôi nói nghe, ở đây á là mía sâu có đốt nhà dột có nơi. Ở đây á tôi tha là tôi tha cái người nào là ra cái người đó. Còn cái người nào tôi chưa tha là nhất định là không bao giờ có cái chuyện là rồi thôi rồi làm quê, không có. Ý nói tôi á, tôi đâu có cần tha. Tha không tha thôi chứ tôi đâu có cần đâu. Cái gì vậy? Cái gì mà hai người lúc nào cũng kình với nhau là sao vậy? Thấy chả không? Thấy chả không? Chả đâu bao giờ chả làm hoài với tôi đâu. Chả muốn sao nè, tôi nói thiệt nè, thì muốn không có gì đâu. Anh Năm chị cái chuyện của chị lo, còn chuyện tôi ổng đừng ai lo. Ai cho ông là nhất định tôi không tha đó. Tôi không tha, tôi không cần ông tha, không có cần ông tha. Chị tôi lo chuyện của chị tôi đó rồi. Nè, không bao giờ gặp. Tôi nói hoài không có gì. Thiệt là bất bội không? Tính cho nỗi này lúc nào cũng kỳ cục. Cái nỗi này của tôi mà. Dạ anh Năm nói chuyện là gây ui mà trời đất ơi sao anh kỳ quá chị thấy không? Khịa cái gì? Anh suối tôi làm lành với Sáu Bảnh mà sao anh không ưa ổng? Sao được ưa? Tôi muốn vậy là để cho thằng Lộc với Xuân á nó về với nhau sớm một xíu. Chuyện của tôi là chị hỏi vô chi mà hôm qua nói chuyện không được, hỏi hai câu là gây lộn. Vậy sao anh không làm lành với ổng? Không biết cái đầu của ông nghĩ sao á. Tôi với thằng Trái nhiều mâu thuẫn lắm, muôn đời khó hàn gắn được. Thiệt là bực thằng Trang này ghê. Thiệt, lúc dày lúc khác, lúc nắng lúc mưa vậy cũng được. Mệt gì đâu. Trời đất ơi, thét là tới cái bình trà mà nó cũng phản đối tôi, nó không có miếng trà nào trong này ha. Tía bị gì sao mà tía ngồi làm bẹp? Tía gì bực dữ vậy? Sao không bực? Mày coi kìa, tức không? Tía với Bảy Tòng thấy không, kết hợp với nhau đó, đi qua bên đó để làm lành cho cô Tám với lại ông Sáu Bảnh. Trời đất ơi, người ta có cái lòng người ta vô người ta làm lành vậy mà cái cha nội Sáu Bảnh chả còn xiên xỏ tía nữa. Cho nó nè, Cái gì cái quà đâu quà nha. Chứ cái người đó nó chưa chắc gì tôi chịu quà đâu rồi. Cô mắc cười không? Có tức không? Tiếc con đã nghĩ rồi, con tính này cho gọn là Tiếc. Tiếc thấy bây giờ bác Tám với bác Sáu giờ đã hòa nhau rồi ha. Bây giờ đó là theo tính chất bất cầu á, là Tía hòa với bác Sáu đi ha, không coi như vui vẻ cả làng. Dù gì cũng hàng xóm với nhau nên mình cho vui vẻ cho mùa Tết đi. Dù sao Tía với lại bác Sáu cũng là bạn thân mà. Hay thằng này nó hay ha Tía ha. Nhìn xa trông rộng lắm đó con mà nhìn gần không thấy gì hết. Dạ. Nói cái gì? Dụ tao hả? Dụ tao để tao hòa với cho Sáu Bảnh để mày có cơ hội mày qua mày lén phén với con An đúng không? Trời ơi không có đâu nghe chứ mày. Nè nói gì nói nghe chứ Tía mày á, làm gì làm á, hòa là hòa với người đàng hoàng chứ không hòa với mấy cái người mà không biết điều không biết chuyện, hiểu chưa? Muốn hòa với tao hả? Không dễ đâu. Tía cứ bực hoài mặt Tía sụ lắm Tía. Tao không có sụ, tao đang bực nghe không? Sụ là như nào? Mày đó mới là sụ vậy nè, con tao nè, bực. Coi chế ấm trà cho tôi nghe. Dạ. Nhà hai thằng uống trà như quỷ, uống không còn miếng nào luôn. Thôi sống không nổi luôn. Mẹ ơi, ở nơi đây không ai nhớ tới ngày xuân. Nếu không có cơn gió mang về mùi mai nở, con ở quê nhà mùa xuân rộn rã, chắc sẽ làm cho mẹ già thêm thương nhớ quạnh hiu. Con cứ mãi trời ơi ngừng. Xuất sắc luôn má ơi. Má hát mà con đi ở ngoài con nghe muốn rụng rúng luôn á. Gần Tết rồi phải ca dài câu giọng cổ cho nó đã chứ con. Má chút nữa nếp con đem ngon quá luôn đó Lộc ơi. Con đem mớ lá chuối với lại nếp này nè qua nhà Thí vợ con. Cái cả nhà mình ngồi gói bánh chắc là vui lắm má ha. Nhưng mà nếu gói ở nhà chắc vui hơn con. Má ráng đi, năm sau thế nào cũng tới nhà mình thôi. Lúc đó sẽ có thêm thằng cô Tí nữa. Ở Trần ở Truồng chạy vòng vòng ngoài sân chắc vui lắm á. Ơi, nghĩ tới đâu là mới vui tới đó vậy đó. Mới mừng lắm vậy đó Lộc ơi. Ừ, nhưng mà phải nói là công nhận nha. Dạ. Ông Sáu Bảnh á, ông chặt lòng chặt dạ thiệt luôn vậy đó nha. Má với con đi qua bển xin lỗi ổng rồi, ổng bỏ lỗi rồi mà ổng nhất quyết không cho con Xuân về bên đây ở. Thôi má ráng đi, tính của Tía vợ con từ đó giờ hay vậy á, hay thử thách người khác lắm. Bây giờ má ráng, má làm theo lời yêu cầu của Tía vợ con á, về chuyện của Chanh á, thế nào Xuân cũng được về đây ở thôi. Rồi má sẽ làm theo. Dạ, con cảm ơn má. Má với lại anh chuẩn bị lá đi gói bánh hả? Để con phụ cho. Mùa xuân mới tới giờ đã tắt rồi đó. Hả? Không thèm. Gói xong hết rồi. Không đẹp lắm. Con đang bực cơ má. Sao mà ở giữa ngoài sân gió lồng lộng mà sao nóng nực quá. Đi ngồi gần nóng nực quá Lộc à. Lá chuối với lại nếp này nè là tôi chuẩn bị xong rồi. Bây giờ chuẩn bị đem qua nhà Tí vợ tôi để gói chung. Ủa má, thường má với nhà của Xuân á khác khẩu nhau dữ lắm mà. Sao tự nhiên bây giờ lại làm bánh chung hả má? Thì hồi trước khác, còn bây giờ thì giận muốn chết mà Tết thì cũng hết hà. Báo cho biết nè, thiên hạ thái bình rồi ha. Hai gia đình đã làm quề nhau rồi. Sắp tới nè, ba mẹ con của Xuân sẽ về đây ở nè. Lúc đó ha, đừng có hòng vác cái mặt qua đây nữa, nghe không? Ba mẹ con? Thì con Xuân nó có thai lần thứ hai rồi. Trời ơi. Vậy thì hay quá rồi. Con chúc mừng má với anh nha. Vậy chắc Tết năm nay mình ăn Tết lớn rồi hả má? Mình ăn Tết lớn chứ con. Thôi má. Gì con? Con nóng nực quá, con phải đi thôi. Con không thể nào ngoài đây được nữa. Bây giờ con đem lá chuối với lại nếp qua bên Tí vợ con trước nha. Nè con đem đi. Dạ. Nè con nhớ nói vậy nè. Má có đi chợ á, má hỏi má có mua cái trứng ngỗng cho vợ con mà không có. Ngày mai má mua rồi má đem qua ha. Người ta nói á, đàn bà mà có bầu đó ha, mà ăn trứng ngỗng á thì đẻ con thông minh lắm. Dạ con cảm ơn má. Trời ơi, Xuân bây giờ có phúc quá ha. Được má chồng cưng dữ à. Chứ sao, má chồng phải cưng con dâu chứ không lẽ cưng người dân. Vậy cũng nói. Thôi đi con. Đi má. Chừng nào mà gói bánh á, Tí vợ con gói bánh á nhớ kêu má qua nghe con. Dạ. Bà con nói nghe nha. Sao? Vợ con nghe được chắc là vợ con mừng lắm á. Má mua trứng ngỗng cho vợ con ăn. Chứ sao? Thế nào vợ con sinh thằng cu ra ha. Cũng thông minh giống như má đó. Nói phát hàm mà. Nhưng mà con hy vọng á đừng có chửi giống như má ha. Mày làm cái quê mày. Con đi nha. Thằng. Kế hoạch tiếp cận của mình sắp thành công rồi. Khi không bà Tám đổi ý, con Xuân lúc nào cũng may mắn hơn mình hết là sao? Má giờ thay đổi quá ha. Mới mấy hôm trước á đã không có ưa gì Xuân, vậy mà bữa nay má nhiệt tình ghê vậy đó. Con Xuân nó đang có thai lần 2, cho nên nó cần phải có chăm sóc, cần phải tẩm bổ thêm nữa. Với mà lúc mà hồi đó đó hai chồng nó cắn đắng với nhau rồi thằng Lộc nó buồn, nó xuống sắc dữ lắm con. Bổn phận làm cha làm mẹ mà thấy con mình nó buồn á thì má cũng buồn lây. Má buồn thì còn có con nè. Má muốn cho gia đình của tụi nó hạnh phúc á, cho nên mà lúc này con Xuân nó đang mang thai đó con, cho nên má muốn tụi nó hạnh phúc, tụi nó vui vẻ. Bởi vậy người ta nói á, cái mà dễ thay đổi nhất chính là lòng dạ của con người. Quả là không có sai mà. Chanh à, má rất quý con. Má lúc nào cũng muốn xem con là con gái ở trong nhà. Mấy ngày cận Tết rồi, thiếu gì chuyện làm hả con ha? Thôi thì bây giờ con về bên nhà đi rồi con phụ tía má con ha. Ở bên nhà của con á có người lo rồi, cho nên con tính qua đây con phụ má nè má. Nhưng mà má thấy bây giờ con hạn chế qua nhà má đi hen. Là lúc con Xuân nó vắng mặt ở đây đó, không khéo vậy bà con hàng xóm người ta bàn tán xôn xao rồi con Xuân nó nghe vậy nó không có vui ha con ha. Nhưng mà má con má mắc đi công chuyện, má mắc đi công chuyện. Thôi con về nhà con đi, má con đi công chuyện rồi chút xíu rồi con về nhà con đi ha. Má đi công chuyện, má lấy cái áo rồi má đi công chuyện luôn ha. Bắt mãi đi chứ, muốn gì cũng phải nói với tôi một lời chứ. Làm ơn bắt mãi đi, làm ơn. Alo, nghe nè. Alo, Thoa hả? Có chuyện gì mà gọi tôi hoài vậy? Nè, cái số tiền mà tôi đưa cho Thoa mượn để mà Thoa đưa cho người ta vay đó, bữa nay là hết hạn rồi. Nè, tôi đang có chuyện cần lắm, làm ơn đưa lại cho tôi được không? Số tiền đó... Số tiền đó làm sao? Tôi cho người ta vay á, mà giờ nó ôm tiền nó bỏ trốn rồi. Bây giờ tôi đang rối bù đầu bù cổ đây nè. Thôi nha, có gì tôi gọi cho bà sau. Trời ơi, tắt máy rồi. Bà ta đúng là người hai mặt mà. Mới hôm trước còn ngọt lạc với mình, vậy mà chỉ cần nghe tin con Xuân nó có bầu một cái là lập tức trở mặt ngay à. Đúng là đáng ghét thiệt. Đời mà, giờ biết làm sao đây. Ai gọi vậy trời? Alo má nè. Dạ. Tết nhất tới nơi rồi, con nhắm con gửi tiền cho má để má sắm sửa trong nhà con. Dạ. Má chưa có sắm gì hết trơn á. Dạ con biết rồi. Lẹ lẹ nghe. Bà già hỏi tiền mua đồ Tết mà bây giờ không còn đồng nào hết, lấy đâu mà đưa cho bả. Tết nhất tới nơi rồi, vậy mà bây giờ em chưa mua được bộ đồ nào hết. Em còn tính đi uống tóc rồi chân diện để mà đi chơi Tết, cuối cùng bây giờ không còn một cách nào hết. Biết làm sao bây giờ? Nếu vậy thì bây giờ mình lên kế hoạch hốt của con mẹ Tám điệu một mớ. Em thấy sao? Chúng ta làm cách nào? Bây giờ tuy là bả trở mặt không còn thân thiết như lúc trước, nhưng mà anh thấy bà vẫn còn tình cảm với em, cho nên em hãy lợi dụng tình cảm này. Em tới nhà bà chơi, em vô phòng của bà lấy cho bằng được cái sổ đỏ miếng đất mặt tiền đó, sau đó chúng ta cao chạy xa bay. Em thấy sao? Em sợ hơi khó đó. Tại vì bây giờ bà đã bắt đầu giữ khoảng cách với em rồi. Em sợ là em không vô nhà bà được như trước nữa. Nếu vậy thì nè. Anh á, đúng là quá thông minh. Siêu quỷ quyệt. Cửa lại lên Thoa. Bà vô lẹ đi. Lẹ lên. Vô đây. Đu trong. Trời ơi, bà Thoa ơi, tôi van xin bà làm ơn làm phước, bà kiếm tiền mà trả lại cho tôi đi. Bà mượn tiền tôi mà, bây giờ họ quỵt làm sao đây? Bà trả lời tôi đi. Thì tôi cũng đang lo đây nè. Đang lo là lo sao? Trời ơi, bây giờ bà không trả tiền cho tôi là tôi chết thiệt đó. Tôi chết thiệt sự luôn cho bà coi đó. Tôi cũng đang tìm cách nè. Bây giờ người ta bỏ trốn, tôi cũng mất một số chứ bộ. Rồi bây giờ sao? Bây giờ bà bị người ta giật rồi. Bà nói vậy với tôi hả? Ôi, không có được đâu. Gia đình tôi mà biết là tôi chết, bao nhiêu tiền dành dụm của vợ chồng tôi đưa cho bà mượn hết. Rồi bây giờ bà nói vậy, tía tôi mà biết hả, là tôi sao sống nổi. Rồi còn má chồng tôi nữa, má chồng tôi mà biết là chắc tôi chết quá à. Bà Thoa ơi, bà làm ơn làm phước, bà trả tiền lại cho tôi đi. Trả tiền đi. Tôi cũng bị mất tiền. Đâu phải có một mình bà đâu. Bây giờ tôi đưa hết cho người ta rồi. Bây giờ nó bỏ trốn, chứ đâu phải tôi lấy tiền của bà đâu. Mà bà không thể trách hay đòi tiền tôi được. Trời ơi, tiền tôi đưa cho bà thì bây giờ bà phải có trách nhiệm, bà trả cho tôi chứ. Bây giờ bà nói vậy là thôi đó hả? Nói chung á, ban đầu á thì tôi cũng muốn giúp cho bà kiếm tiền. Bà không có nhớ hả? Bà năn nỉ tôi giúp bà mà. Bây giờ á, xui thì đành chịu thôi. Mà tôi cũng từng nói với bà là sẽ có rủi ro, bà cũng đồng ý chấp nhận mà, chứ tôi đâu có ép bà. Trời ơi, bây giờ bà nói vậy là tôi mất tiền thiệt đó hả? Trời ơi, tôi không biết đâu, mà trả tiền lại cho tôi đi. Tiền của vợ chồng tôi dành dụm mà. Thoa ơi, Thoa ơi, trả tiền cho tôi đi Thoa ơi. An, chạy xe gì mà kỳ cục quá vậy nè. Ủa An, chạy xe mắc ủi đi đâu vậy? Em có sao không? Hả, không sao. Không sao hết. Rớt hết trái cây ra ngoài rồi nè. Để lụm cho nè. Trời đất ơi, đi. Cái gì vậy? Cô đúng là thiệt á, mặt dày, không biết nhục nhã là gì hả? Nè, tôi làm cái gì mà chị phải nói tôi như vậy? Ha, phải nói như vậy hả? Cô nhìn lại bản thân mình đi. Nhiều chiêu trò quá ha. Bữa thì chiêu này, nay thì chiêu kia. Cô còn chiêu trò gì nữa không? Tôi chiêu trò, tôi làm cái gì mà chiêu trò? Cô dụ trai chuyên nghiệp quá ha. Cô có biết đây là ai không? Đây là chồng sắp cưới của tôi. Hả? Mà cô cứ rù hến hoài vậy hả? Nè, chị ăn nói cẩn thận nha. Tôi dụ trai hồi nào? Không dụ hả? Không dụ mà cũng biết canh đường để té ngã cho chồng của tôi lụm giùm như vậy đó hả? Hả? Nè, tôi nói cho chị biết nha, ảnh lớn rồi, ảnh đâu phải con nít đâu mà dụ với không dụ. Nói hoài cô cũng không có hiểu gì hết á. Hôm nay tôi nhất định phải cho cô một bài học mới được. Cái gì á? Tính làm gì vậy? Hả? Tính làm gì út An vậy? Nhưng mà anh là chồng sắp cưới của tôi đó. Chồng cưới gì? Cô nhớ lại đi, tía tôi mới là người muốn cưới cô. Ai lộn, tía tôi mới là người muốn tôi cưới cô, chứ không phải là tôi muốn cưới cô đâu. Anh cũng muốn đánh thì đánh tôi nè. À, dạ. Đánh thiệt hả trời? Trời, hung dữ quá à. Em có sao không hả? Đưa cái tay anh coi coi. Anh có sao không vợ? Có sao không vậy? Em không sao. Anh thấy đau lắm không? Thôi ê xíu à. Cổ đánh chắc đau lắm á. Không sao đâu. Em không sao là được rồi. Nè, mà lẽ ra anh không có nên nói như vậy, làm tổn thương Kiều. Dù gì á thì Kiều cũng là con gái. Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Đưa tay đây anh coi con có bị gì không. Em không sao. Thôi em về đây. Bây giờ phải làm sao đây? Cũng tại mình ham lợi trước mắt nên tất cả số tiền dành dụm chắc chiêu của hai vợ chồng mới mất trắng hết. Mình biết ăn nói sao với anh Lộc đây? Mày làm gì vậy? Hả? Tía. Làm gì mà mặt rầu rầu vậy? Dạ đâu có gì đâu tía. Tại mấy bữa nay con ngủ không được nên mệt. Hai, có chuyện gì phải không? Mắt hai thâm quần luôn rồi kìa. Chắc là không ngủ được rồi. Không có gì đâu. Tại vì hai ngủ không được cho nên mặt mày mới phờ phạt chút thôi à. Em thấy hai không có bình thường chút nào hết á. Hai cần tía với em giúp đỡ gì không? Cứ nói đi. Đã nói không có là không có mà. Không có gì hết á. Cái này là bay nó không có gì đó nghe. Không có gì tiệt mà tía. Thôi không có gì thôi, hai chị em ra rọc mới lá chuối chuẩn bị gói bánh nè. Dạ. Vậy đi ha. Con đi nha em tía. Em xuống dưới lấy đồ đã. Em nghĩ vậy chắc là đủ rồi đó. Hai. Hai đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Mấy cái chuyện linh tinh thôi mà. Chuyện linh tinh hả? Là chuyện gì vậy? Nói cho em nghe đi. Đâu có gì đâu. Thì tự nhiên suy nghĩ vài bữa nữa có thêm đứa nữa. Không biết tương lai sao luôn á mà. Trời ơi, ông bà mình nói trời sinh voi sinh cỏ. Hai đừng có lo, tới đâu rồi tính tới đó. Em không biết sao chứ em thấy em có thêm đứa cháu là em vui lắm rồi đó. Mà hai đừng có suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng tới em bé đó, không có tốt đâu. Mà thôi, hai đi vô trong đi. Chứ hai ngồi đây một hồi say nắng á, là em không biết làm sao luôn đó. Đi đây. Được rồi, để em làm luôn cho. Hai cầm giúp em cái này đi. Nè. Mà cầm đi phải cẩn thận đó, coi chừng dấp té. Biết rồi. Tía. Chưa xong hả? Dạ. Nè, tía mới ra ngoài chợ đó. Tía nghe ngoài chợ người ta đồn quá trời luôn. Đồn gì tía? Người ta nói có một cái đám cho vay nặng lãi đó. Vay nóng, vay lạnh gì đó mà tiền lãi dữ lắm. Mà bây giờ ngang nó bị giật quá trời luôn. Tao nói mày nghe, làm ăn thất đức cái kiểu đó nha. Bị giật là đúng rồi. Thiệt tình á. Con nghĩ là cũng có kẻ xúi giục nên mới vậy đó tía. Hơn nữa con thấy bà con trong ấp mình ai cũng hiền lành, chí thú làm ăn hết. Chắc là nghe lời dụ dỗ ngon ngọt nên mới vậy. Dạ tía. Ủa, cái gì anh vậy? Hai. Cái gì mà hết hồn dữ vậy? Dạ em cầm cho. Má con kêu đem lá chuối với lại nếp qua cho mọi người gói bánh sợ thiếu. Ở bên này tía cũng kêu mấy đứa nó cắt mớ rồi. Bay đem qua đây nữa chắc cả xóm này gói còn không hết á. Dạ để gói từ từ. Thôi để đem vô trọng. Dạ. Để con đem vô nhà cho. Dạ con xin phép tía. Dạ. Nè. Dạ. Sao mặt mày xanh xao quá vậy? Đang bầu bì mà làm rồi ngồi ngoài nắng nữa. Lỡ có chuyện gì thì sao? Bỏ đây đi. Để chút nữa anh phụ con Út làm hết cho. Bây giờ anh sẽ đưa em vô trong nha. Mà nói nghe nè, cái vẻ mặt mệt mỏi này đó, không chừng chuyến này sanh đôi á. Trời đất ơi. Một đứa là rầu muốn chết luôn rồi nè. Bây giờ sinh đôi nữa. Chắc đi ăn mài quá. Rồi một đứa cũng được. Thôi đi vô lẹ đi, đừng ngoài nắng. Đi từ từ thôi, từng bước một nghe không? Đi cái gì mà ào 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 vậy đó? Em đâu có sao đâu, chỉ bị ngén chút thôi. Ngồi nghỉ chút xíu là khỏe chứ gì. Bây giờ ha, em đang mang thai mà em bị ngén, tức có nghĩa là em khó ăn lắm đúng không? Bây giờ em muốn ăn cái gì em cứ ăn đi ha, em đừng có sợ. Nếu mà ăn không được thì ăn anh cũng được. Ui da. Anh giỡn cho vui thôi chứ mặt em nãy giờ yếu xìu à. Thôi ngồi đây đi, anh xuống anh pha ly nước chanh cho em uống cho có sức khỏe ha. Chồng ơi, em xin lỗi. Em không biết nên nói với anh sao đây. Cũng tại em mà giờ số tiền dành dụm cực khổ của hai vợ chồng đã mất hết, không lấy lại được. Em có lỗi với anh quá. Hên dễ sợ luôn. Không ngờ xuống thấy ly nước chanh của ai pha sẵn, lấy lên đây luôn. Chắc cô ngốc quá, chút nữa nó pha lại sao. Nghe nói nè, bây giờ sắp tới là hai vợ chồng mình có con rồi, cho nên anh nghĩ ha, tiền sinh hoạt chắc chắn mình sẽ thiếu. Bây giờ anh vừa lóe lên một cái suy nghĩ. Bây giờ ha, lấy tiền dành dụm của hai vợ chồng mình á, cái anh mua một chiếc tắc ráng ha, cái anh đi chở hàng ha, kiếm tiền thêm. Xong á, cái anh lấy cái tiền đó ha, anh xây hẳn một cái nhà kho luôn để anh chứa hàng. Cái lúc đó mình giàu to luôn á, mình có tiền mình nuôi con mình. Em thấy được không? Được hả? Không có được. Mình để từ từ đi chồng ha. Không có được đâu, mình phải suy nghĩ cho thật kỹ chứ. Tiền mình đã dành dụm cực khổ dữ lắm, thành ra mình mần cái gì mình phải để ý ha, mình phải tính toán thiệt là kỹ. Chứ mà lỡ xảy ra chuyện gì là mình không có tiền phòng thân đâu đó. Mình sắp sinh em bé rồi ha chồng ha. Chồng ơi, em xin lỗi. Em làm sao có can đảm để nói ra sự thật chứ anh đây. Chồng ơi, em muốn nói với anh là em không cần nói anh cũng biết. Em rất là chu toàn, em rất là thông minh, em biết suy nghĩ cho chồng, cho con, cho gia đình mình. Anh nói ha, anh làm bao nhiêu tiền anh sẽ đưa cho em hết mà anh không sợ gì hết. Không có phải là giống như những người vợ trước hả? Cái gì? Trước tôi là ông cưới con nào mà ông nói là mấy người vợ trước hả? Không, những người mà vợ trước á, ý anh là mấy người vợ trước của người ta, mấy người vợ mà trong ấp mình nè, mấy người phụ nữ đó đó. Anh thấy ha, thấy cái lợi trước mắt mà ham tiền ha, bị người ta lừa gạt, nói cái gì cũng tin hết á, làm cái gì cũng đưa hết tiền cho người ta, làm vậy sao được. Nhưng mà vợ anh thì khác rồi nha, vợ của anh thông minh cho nên không bao giờ còn phi á, ai mà lừa gạt được vợ anh, đúng không? Ủa mà nãy em tính nói gì em? Chồng à, em muốn... Lộc à Lộc. Dạ. Tía. Xuống phụ tía đổ cái nếp ra coi, ngâm rồi đó, bây giờ đổ ra cho nó ráo đi đặng gói bánh. Dạ dạ con xuống liền. Ngồi để uống nước nha, không có làm gì hết nha. Anh xuống anh phụ tía. Dạ. Dạ con xuống ngay tía. Chồng mày cưng mày thấy ớn không ha? Giờ sao giờ? Anh ơi, bây giờ phải làm sao hả anh? Bây giờ làm sao bây giờ anh? Sao chẳng gì? Bây giờ chỉ cần tìm cách đổ lỗi cho thằng Khang chính là tác giả của cái bầu này. Không được, một sợi tóc của em ảnh còn chưa đụng vô nữa, làm sao mà đổ lỗi? Khó, cũng phải nghĩ ra cách mà làm. Bộ em không nhớ mục đích ban đầu của tụi mình là phải hốt cho bằng được số tài sản của gia đình nó hả? Em nhớ. Em biết rồi, nhưng mà bây giờ lỡ dính cái thai này mới khó nè. Vậy thì phá đi. Anh nói cái gì vậy? Anh nói vậy nghe được hả? Nghe không được thì làm gì tôi? Chứ bây giờ cô muốn sao? Cô muốn mất hết đúng không? Mất con, mất tiền, mất luôn cả danh dự. Chọn đi. Mọi người ăn nhiều vô. Anh Nam ơi, chị An ơi, cảm ơn hai người nhiều nha. Nhờ có hai anh chị á mà Tết năm nay á, gia đình em được ăn một cái Tết lớn lắm luôn á. Không có chi. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nha. Chúc hết năm nay rồi sang năm đơn hàng mình càng ngày càng nhiều rồi phát triển lớn hơn nữa. An An thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tại vì đơn hàng vừa rồi mọi người làm rất là tốt, cho nên là mình đã giao sản phẩm cho các công ty đúng thời hạn và đã được phản hồi rất là tốt. Chính vì như vậy mà chúng ta đã có càng ngày càng nhiều đơn hàng hơn. Cho nên An mong muốn là trong năm tới mọi người tiếp tục đồng hành với công ty, giống như mọi người đã từng đồng hành như vậy. Có được không ạ? Dạ được. Cảm ơn mọi người. Anh Phát đi. Em đi nha. Cái này lì xì nha. Cảm ơn anh chị nhiều nha. Gửi chị. Dạ cảm ơn. Lì xì cho mọi người nè. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Rồi. Dạ. Cảm ơn anh chị nha. Phát chị mấy. Dạ rồi. Em gửi nha. Ê, chúc mừng năm mới nha. Tám. Ừ. Ổn rồi, làm ăn sao Tám? Ổn không? Thì cũng ổn ổn. Vậy hả? Tôi rầu quá bà ơi. Sao vậy? Lum lá chuyện nữa chứ sao. Ủa, anh đi đâu về mà cầm giấy vậy cộm vậy anh Sáu? Cho tôi ly nước uống cho nó mát cái. Rồi có. Ơi sáng giờ đi nóng gần chết. Ủa, nghe nói con An nó sắm cho anh chiếc Honda, sao anh không chịu đi mà anh đi bộ chi vậy anh Sáu? Quê mùa mà chị ơi, trời ơi, nhà quê đâu dám chạy, uổng sợ hao xe, cái xe tay ga mấy chục triệu nữa dám chạy, trời ơi quê mà. Ôi, ba cái xe đó nó nửa mùa lắm, tôi không đi thì thôi, đi là phải xe hơi đó, xe quê kỳ đó, là tôi mới đi, còn ba cái giống ôn này đi mệt, đạp xe đạp cho nó có sức khỏe, chứ không thôi để sau này á. Nó mập lên chút cái bắt đầu cái ngồi yên chỗ không có vận động cái nó bị liệt á. Chị Thách, bữa hôm tôi nghe thằng Lộc nó kể cái gì tai nạn xe gì ở đâu không chị? Nghe cũng vui đâu, chị nhớ không? Chị kể lại tôi nghe coi. Cái vụ bữa hổm đó hả? Sao? Nghe nói bữa hổm anh chạy chiếc xe mới đó, rồi cái anh không biết cách đề. Đề tới, đề lui, đề tới, đề lui. Rồi cái lúc mà đề được rồi anh thắng không được. Ồ. Xe nó giọt cái. Nó giọt cái rồi cái nó sập cái hàng rào. Anh té là gọng phải không anh Sáu? Cái đó kể mà cũng xàm nữa. Cái đó là tại vì á, lúc đó là tôi đang thử xe, tôi coi con tôi thử có nó mua xe xịn nó không. Đặng tôi biết là đem trả đổi liền đó. Thì tôi đang đề máy xe thì là bà Thu á, bà Thu gì kêu á, bà mới phóng lên xe bà ôm eo tôi. Tôi ghét bả, tôi không thích cái người đàn bà mà cứ tôn tóp và thấy đẹp trai rồi nhào vô rồi này nọ, tôi phóng ngay vô hàng rào đó để tôi giữ cái tiết hạnh của tôi thôi. Trời ơi trời, dòng cái thứ đàn ông già đó chị, mà mồ hôi dầu á, ta lên ta ngồi ta bám không được, nó trơn người ta té, thấy không? Mà ta té vậy thì trời ơi, phải có người không biết trân trọng cái quý mến những người đàn bà như vậy, không biết trân trọng chị ơi. Cái loại này bỏ chị ơi. Anh mua cái gì mà giấy cộm dày dữ anh Sáu? Nói nào ngay á, con An á, lóng này nó bằng ăn được. Cái nó đưa tiền cho tôi, nó nói thôi tía muốn xài gì tía xài. Cái tôi thấy con mình nó cũng biết lo đó, cái rồi tôi mới đi mua mấy cái nhỏ nhỏ mà tôi qua bên kia cồn kìa, tôi mua được mấy công đất. mua đất trời trời tới cản không nổi đâu nghe, mới vừa trúng hợp đồng xong bây giờ trúng nữa. Chứ có đâu như thằng Khang á rồi nghe nói là đâu cái mấy cái công rau gì của anh nó bị chết đó phải không? Sao chết sạch vậy anh Năm? Làm ăn mà chị, thấy không? Có lúc vậy lúc khác. Cái chuyện thua lỗ là cái chuyện bình thường, chị hiểu không? Mà gia đình tôi á, đồng ý là có cái chuyện đó thua lỗ thiệt. Nhưng mà tôi giàu chị, tiền nhiều mà. Chứ chưa đụng tới cái móng cái của tôi, móng chân út tôi nữa, chưa đụng tới cái móng chân nữa. Cho nên ăn thua gì chị. Còn cái thứ mà mua đất á, chị biết không? Mua đất làm gì? Ôi mà ăn á là còn do thời nữa. Ông trời mà ông có cho á thì hưởng, còn phúc đức ông bà để lại á thì mới được giữ được. à, còn cái thứ mà sống mà không có biết cái gì á ngang, ông bà mà ông lấy lại ha, ví dụ như trồng rau ngang, ông trời ông cho một trận sâu cái không còn một cái lá nào, còn cái cùi không, lúc đó ngồi đếm móng chân, cắn móng chân ăn, chứ đừng có nói là tiền bằng xài mới bằng cái móng chân. Kệ, vậy còn đỡ hơn chị Tám. Mua đất, mua đất, trời ơi, tưởng làm ăn lớn, mua đất làm gì phải không? Mua đất để chôn mã mà, để xây mã nè, xây á nè, cố gắng nha, mé mé vô trong nha, đừng có xây mé mé ở ngoài cồn nha, mà ta nói nước mà lên nó sụp nó lỡ một cái nha, mồ mã đồ nó trôi hết xuống sông là tội nghiệp lắm á. Nè tôi nói cho ông nghe nha, ông đừng có nói cái chuyện đó nha. Ông trù ai mồ mã gì sạt lỡ gì chứ ông rủa ai, mà nó là ăn ở là thất nhân thất đức lên là bị trời phạt hả? Tôi rủa ông luôn đó, tôi cũng rủa ông đó. Ông rủa ông muốn đi đừng lại đây nữa mấy chị. Nói nghe nè, theo Thu nghĩ thời buổi bây giờ hiện đại văn minh quá, mình đâu có cần phải gói bánh rồi nấu bánh rồi phải đợi đến chín như vậy. Mình cần cái gì á mình vô siêu thị mua là có liền mà. Không, cái này là Thu nói thiệt á. Với lại mà phải công nhận, mình nấu cái nồi bánh tét này nè, mình thấy hẳn cái không khí gia đình trong những ngày sắp Tết, đúng không? Đúng. Dạ đúng gì Thu. Đâu có dễ gì mà có những ngày như vậy. Dạ. Đây nè, hồi nhỏ Thu nhớ hả, lúc mà Thu còn ở dưới quê đó thì gia đình cũng nấu bánh tét cũng ngồi như vậy nè. Lúc đó vậy nè, cỡ bé Hương nè, đó có chút xíu như vậy đó. Cái xong cái là ba mẹ cũng ngồi ở đây nè, rồi con cháu quay quần nè, rồi cùng nhau là làm bánh nè, gói bánh nè, rồi nấu bánh nè, rồi đợi bánh chín nè. Trời ơi, mấy chục năm nay rồi Thu cứ nghĩ là sẽ không bao giờ Thu sống lại trở lại cái không khí ngày Tết như vậy. Mà bây giờ á, không ngờ là Thu được đó. Thu phải ngồi đây nè, Thu đợi bánh chín nè. Thích thiệt đó anh. Còn nhớ được là tốt rồi. Dạ. Tôi nói cho cô nghe, cái này là cái truyền thống của ông bà. Làm gì làm á, cứ cuối năm á ngang, chuẩn bị mà chuyển qua năm mới á, ngồi quanh cái nồi bánh tét này á, không phải là để canh nó không, mà để gia đình sum họp lại, rồi nói kể chuyện này chuyện kia, rồi rút kinh nghiệm trong năm cũ nữa, chứ không phải là đơn giản là nấu bánh không đâu. Dạ. Đúng rồi đó gì. Con thấy vậy rất là tốt luôn. Mình giữ được cái phong tục của ông bà. Đẹp rồi đó. Các thành viên quay quần với nhau vậy ấm cúng bác ha. Cái này nấu cũng lâu dữ lắm à. Lâu thì chừng mấy tiếng chứ bao nhiêu. Đâu cũng phải trên chục tiếng á. Cả chục tiếng lận hả? Nè dạ. Con Xuân. Dạ. Con bầu bì vô nghỉ sớm đi, để tía với mấy đứa nhỏ canh được rồi. Thôi mà tía, năm có một lần à, tía cho con ngồi đây để con đâu có mệt gì đâu. À con biết rồi đó tía, những người mà đi lấy chồng á, xong rồi nhớ cảm giác ngồi canh nồi bánh tét rồi quay quần về nè tía. Nên thôi để chị hai ngồi đây cho đỡ ghiền đi tía. Thôi đi, hay quá nha bà. Mai mốt lấy chồng đi nha, cái 30 Tết xin về đây ngồi có bánh tét với tía à nha. Chị được mét là hay. Con thấy bây giờ con xung phong đi, cho con đi. Bây giờ để con canh cho bác Sáu với dì Thu vô nghỉ ngơi đi. Đúng rồi đó. Chứ mười mấy tiếng mà mình ngồi cái kiểu này là mình cụp xương sống đó. Với lại mình là đàn bà con gái mà, nếu mà mình thức khuya như vậy á mà sương xuống á là da xấu lắm luôn đó anh Sáu. Vì con đó ha, bà mới nói là ngồi đây có không khí rồi, bà làm thấy ghê lắm, ta tưởng đâu chắc bà ngồi tới sáng. Bây giờ bà sợ dưỡng da, bà dưỡng da ai coi hả? Bá coi bà, ai coi bà. Anh nói vậy sao được, nhưng mà nói là một lẽ, sức già có hạn anh ơi, ngồi kiểu này sao được. Thôi mấy đứa canh đi. Chắc Thu vô Thu dạ, dưỡng da quá. Kiểu này xương xuống nhiều khi bệnh luôn đó anh Sáu. Thôi nói chứ cô không có quen mấy cái việc này đâu. Tôi cũng không có ngủ được, tôi cũng phải chạy ra chạy vô tôi canh. Cái thứ nhất là sợ nó bị hết nước đó, nó khét. Cái thứ hai nữa là vớt bánh đâu phải đơn giản đâu con. Canh cho nó chín xong xuôi vớt ra, xong đó, lúc nó còn nóng đó bắt đầu mình phải lăn nó rồi mình vỗ nó rồi mình treo lên. Cái công đoạn đó mới quan trọng, chứ còn canh hết nước không bị khét á thì hai chị em canh được. Còn cái công đoạn mà vỗ với lăn đó thì không biết làm. Nói chung là tía con là nổi tiếng là gói bánh tét, không ai qua tía nhà mình hết. Tía là số 1. Thôi vậy cô, nhưng bây giờ con làm cái việc dễ trước đi, rồi bác Sáu làm việc khó sao. Bây giờ bác Sáu vô nghỉ ngơi đi, con canh cho, miễn sao nó không cạn nước là được rồi. Phải rồi đó tía, vô nghỉ đi tía. Nghỉ chúng đi bác Sáu. Dạ. Cái gì? Thôi nha, tôi đâu có ngủ chung với bà đâu, bà rủ tôi, ngồi xuống đó. Nhớ canh nước nha, có gì lát dạ. Tí ra dạ. Canh nha. Dạ. Có hai người này ở nhà cãi lộn cũng vui chứ bộ. Không mà vậy vui. Dạ. Hai thấy không, xưa giờ thì ở con mình à, lủi thủi ra vô con mình ên, xong chỉ biết nói chuyện với hai chị em mình thôi. Bây giờ hả, có dì Thu, xong cái tía với dì Thu cà khịa tối ngày em cười xỉu luôn đó hai. Nhưng mà có người cãi lộn vậy thì mới vui nhà vui cửa chứ. Lâu cũng là lâu lắm rồi nha Sáu, Thu mới có được cái cảm giác không khí mà chuẩn bị Tết như vậy. Trời ơi, nó làm cho mình cảm thấy mình rộn ràng, mình nôn nao. Mình thích Tết dễ sợ luôn vậy đó. Thiệt là vui. Thì đó, ở dưới quê bây giờ thì còn giữ được cái truyền thống này. Còn ở những cái chỗ hiện đại thì từ từ người ta làm nó mất đi à. Thành thử là tôi cũng hay dặn con cái tôi ráng cố gắng giữ cái truyền thống này. Tết được vui mấy ngày đó, ấm cúng. Đúng rồi, mình phải chuẩn bị như vậy nè thì mình mới thấy được cái không khí Tết. Đâu phải mà tự nhiên cứ là mỗi một quốc gia như vậy họ lại có được mỗi truyền thống riêng của họ, đúng không anh? Đúng, tôi cũng quan niệm vậy thôi. Bây giờ cứ dạy con cái mình á, sống thì Tết mà chết thì dỗ đó, để cho nó nhớ được cái truyền thống như vậy, nó giữ. Cái sau này con truyền cho con cái nó nữa chứ cứ từ từ cái ai cũng hướng theo cái hướng mới hết là cái truyền thống nó mất hết. Oh my god, anh mới nói gì mà sống chết đó? Sống thì Tết, đó là tới thăm á. Sống thì Tết à, tức là sống á, khi còn sống là tới thăm, rồi Tết nhất là phải tới thăm. Ví dụ ông bà mình còn sống mình tới thăm à. Chết thì dỗ, tức là khi ông bà mà mất đi rồi phải nhớ cái ngày dỗ. Hay lắm luôn, câu này rất là hay ha. Sau này với hả là Thu sẽ dạy con cháu Thu cái câu này nè: sống là Tết mà chết là dỗ. Hay lắm đó. Với lại vậy sau này cô với lại Nam á, mà có gì bển á, nói chứ cái văn hóa mỗi nơi mỗi khác, nhưng mà mình biết giữ gìn cái văn hóa truyền thống của mình. Mình truyền lại cho con mình, truyền lại cho cháu mình, thì dù nó ở đâu đi nữa nó vẫn là cái người Việt Nam mà. Đó, thì nó giữ được cái truyền thống đó thì càng tốt hơn nữa. Cái đó thì chắc là anh dặn thằng Nam đi. Đó, mai mốt nó về bển á, rồi anh em đồ của nó rồi truyền nhau cái truyền thống Tết ở bển. Chứ còn Thu á, đừng dặn. Sao vậy? Nói nào ngay, bây giờ á, Thu cũng đã già rồi, sống bao nhiêu năm nay ở Mỹ, cuộc sống lạnh lẽo cô đơn lắm rồi. Cho nên á, Thu quyết định rồi, ở lại đây luôn. Cái gì? Tính ở lại Việt Nam luôn? Yes. Không về bên kia luôn? No. Ở cái xứ này luôn? Yes. Mà ở ở cái ấp này? Yes. Mà ở không, chỗ này không chôn được. Không, ý của Thu. Chị này nói nghe, biết rồi, thấy ấp A đúng là biết rồi. Bây giờ ý là cũng muốn tìm người đặng an ủi tuổi già đầu ấp tay gối chứ gì, phải không? Nói cái biết liền. Bây giờ nè, làm gì làm, cái chỗ này á, cô á là dì của thằng Nam đó, trước lạ sao quen. Bây giờ mình ở gần nhau cũng một thời gian rồi, cho nên á là tôi thấy có ý kiến gì cô coi làm sao, nghe không? Thế bỏ bớt cái hủm được không? Yes. Ở đây là phải nói tiếng Việt gặt nhau. Đó, tôi thấy như vậy nè, cô thì cũng cô đơn mà ở đây á không có ai qua lợi, ra vô nó cũng buồn. Thôi thì để tôi mần mai tròn mối. Trời ơi, sao mà tự nhiên lại hiểu ý của tôi quá vậy không biết nữa à. Tôi cũng định là muốn tìm một tấm chồng ở đây nè, để mà nương tựa. Làm mai cho tôi hả? Vậy chẳng hay người ấy là tướng tá như thế nào? Mà chẳng hay là Thu có biết người đó không? Tướng tá được, mà cô biết luôn á. Vậy hả? Mọc ốm không thành vấn đề, ốm cũng được nữa. Mà tính tình dễ thương là Thu thích rồi. Tính tình dễ thương? Mà thân nữa. Đúng rồi. Rất là thân, rất là gần gũi. Thì đó. Là anh Năm Tổn. Chào Năm Tổn á. Cái gì vậy ông nội? Tự nhiên đâu dính líu Năm Tổn về ở đây? Là làm mai cho tôi với ông Năm Tổn đó hả? Đó, thì tôi thấy hai người cũng thân thiết hổm lại. Từ cái bữa cô về tới giờ là cũng thân thiết đó. No, tôi và ông Năm Tổn không có cái gì hết. Chỉ là bạn bè bình thường. Ông thích ca, tôi cũng thích ca. Hai người cùng ca. Nhưng mà người tôi thích không phải là Năm Tổn. Tôi và Năm Tổn không có cái gì hết. Bây giờ vậy bây giờ thích ai thì tôi nói tôi mần mai chứ có gì đâu mà. Đừng mừng như vậy, nổi da gà. Dù tôi biết tôi có chút nhan sắc trời cho thiệt, nhưng không dễ dãi. Anh làm gì vậy? Tôi nói rồi. Thí dụ như là đã hỏi là Thu thích người như thế nào. Thu nói rồi, mập ốm không thành vấn đề. Miễn là người đó luôn luôn ở trong lòng Thu á, là một hình ảnh đẹp. Thôi tới đây thôi nha. Giữ mức độ chân này thôi, đừng tiến tới bước nào nữa hết. Thu phải hiểu cho Sáu. Sao không bao giờ lấy Thu đâu nghe. Không bao giờ. Có đẹp cũng không bao giờ. Trời đất ơi, cha già giống như BD vậy đó. Chính xác. BD đây. BD cưới vợ để trả nợ gia tiên đây. Vô duyên à. Bực bội. Má ơi, má ơi, má nuôi ơi. Ơi má. Gì con? Má, con có mua vỏ trái cây qua để biếu má nè. Trời đất ơi. Ủa, vợ chồng của anh Lộc đi đâu mất tiêu rồi hả má? Hai chồng nó đưa bé Hương về bên ngoại. Rồi tối nay ngủ ở bển luôn để canh nồi bánh tét đó con. Dạ, vậy hả má? Má, con có mua cho má cái trà đặc biệt này nè. Cái trà này uống bổ khỏe mà nó giúp cho má ngủ cực kỳ ngon luôn. Trời ơi, con mua chi mà cho nó tốn kém vậy? Dạ, có gì đâu má. Nè má coi nè. Đây là trà đặc biệt nha. Trà đặc biệt ha. Còn đây là trà vàng A. Còn đây là trà thượng hạng luôn đó má. Vậy đó hả? Con nghe nhiều người nói là dùng cái này ngon mà nó khỏe, tối mình ngủ ngon lắm á. Cho nên là con mua cho má. Con cũng chưa dùng thử bao giờ hết á. Bây giờ con pha thử hai má con mình uống nha má. Nhưng mà tối rồi uống trà có ngủ được không con? Không có sao đâu má. Cái trà này uống vô khỏe, ngủ ngon lắm. Má yên tâm đi, không có mất ngủ đâu. Để con pha ha. Để coi chọn loại nào đây. Chọn thượng hạng đi. Rồi. Rồi má đợi con một chút nha. Con đi pha trà nha. Tội nghiệp con nhỏ. Mình đã cố tình giữ khoảng cách đó rồi, không quan tâm gì đến nó hết trơn á trời. Mà nó lại nhiệt tình, rồi nó lại quan tâm tới mình như vậy. Thiệt tội nghiệp nó quá trời của đất luôn. Dễ gì con cho Tám uống trà này Tám ơi. Uống cái này nè. Má ơi, má đây. Trà đây. Y dạ, thơm quá. Con mời má nè. Thơm quá má ơi. Con uống miếng đi con. Dạ dạ. Hai má con mình cùng uống nha má. Ừ. Thơm quá, thơm quá. Má uống đi má. Ôi trời ơi, trà thơm quá con ha. Dạ dạ. Con uống đi con, uống đi. Dạ dạ dạ. Để con coi coi ai nhắn tin con nè. Má uống trước đi má. Rồi, để trà nguội không ngon. Có ai ngoài cửa kìa, nhìn đi. Thôi tối rồi, chị Xuân bế bé Hương vô phòng ngủ đi. Phải ha. Anh Nam, phụ tôi ẵm bé Hương vô phòng ngủ đây, nha. Đi em. Canh lửa nha Út. Chị cho bé Hương vô phòng ngủ đó. Ủa gì kỳ vậy? Ủa sao kỳ vậy? Sao đi hết trơn vậy hai? Có gì đâu kỳ, canh lửa đi. Thiệt tình. Vô ngủ đi anh canh cho. Anh đi đâu đây? Vô đây canh với em. Ngồi ngoại mũi cắn quá. Ngồi ngoại nãy giờ hả? Ngồi ngoại nãy giờ thấy người ta cảnh người ta nấu bánh tét cho người lạ, nhìn chướng muốn tét con mắt luôn. Ngồi đây hồi tía ra là có chuyện đó. Tía ra anh cũng không sợ đâu. Em ngồi mình đây sao được. Bây giờ mà có tía em đứng đây á, mà đá anh một cái anh cũng không bao giờ biết sợ. Nói hay quá. Cái vấn đề cái gì vậy? Con gì Xương không vậy? Mày vô đây làm gì? Ai nhờ mày canh hả? Vậy? Muốn qua đây mày ăn cái gì? Bà nội cha mày. Ai cho mày vô? Dạ con muốn canh chung cho ấm thôi. Ai cho tôi vô? Đi vô. Dạ tía. Cuối cùng cũng thằng già này canh cho. Vừa canh con vừa canh bánh. Số khổ cho bánh cái gì. Đâu thập thò hả? Tôi tạt ướt chân bây giờ. Đâu vậy? Mày bên nhà Sáu Bảnh về phải không? Qua bển mày làm gì vậy? Hả? Mày rình mò gì bên đó? Mày làm cái chuyện cho người ta cười vô mặt tía mày không à? Mày làm cái chuyện vậy đó rồi lỡ may rồi bên gia đình của cô Kiều nó biết được. Rồi nó hồi hôn nữa rồi. Chắc mình lấy ma chứ mình lấy ai đâu. Con gì? Con đi ngủ. Đụng tới mày cái mày kiếm chuyện mày lánh mặt tao ha. Cái gì nữa vậy? Chú Năm. Gì? Làm gì mà ngày nào nhà mình cũng có chuyện hết trơn vậy? Mày thấy nó ghẹo gan tao không hả? Mày biết tao im hả? Thì bây giờ có gì đâu. Chú muốn nó không tơ tưởng tới con An á, thì giờ chú làm đám cưới cho nó với con Kiều đi. Có vợ rồi đâu còn thời gian để nghỉ cai nữa, đúng không? Trời ơi, chị suối chuyện tầm bậy kỳ vậy chị. Khang nó chưa có đủ tâm lý. Bây giờ ép nó cưới vợ chẳng khác nào làm khổ nó. Hôn nhân đâu phải cái chuyện một ngày một bữa đâu. Muốn lấy ai lấy. Hay quá à. Em nói hay quá à. Em không có nghĩ tới hồi xưa hả? Lúc chú Năm với thím Năm cưới nhau á, cũng đâu có tình yêu gì đâu. Cũng do mai mối mà thôi. Ừ, đúng. Chuyện hồi xưa khác, giờ khác. Tự nhiên cái chị so sánh ngang ngược kỳ vậy. Khác gì? Trời ơi, có gì đâu. Thì bây giờ này chưa có yêu thì cưới về đi. Rồi có con, rồi từ từ tình thương con thì sẽ từ từ thì thương mẹ luôn, rồi thương cha luôn. Thì nó có tình thương cái gì đâu. Chính xác. Tía. Thôi, chuyện này không tới mày lên tiếng đâu. Qua Tết đó, tao quyết định đó, tao làm đám cưới cho thằng Khang với cô Kiều. Hay quá chú Năm. Tía. Chị vui vậy hả? Cảm ơn nha. Sao rồi? Tình hình sao em? Tên tên tên. Hay quá. Cái gì mà đã vô bàn tay của con Chanh này thì làm sao mà thất bại được. Anh thấy em có giỏi không? Công nhận cục vàng của anh giỏi thiệt. Kỳ này anh sẽ thưởng cho cục vàng của anh, để cục vàng của anh ăn một cái Tết thật là ấn tượng. Phải vậy chứ. Mình đi. Đi. Sao mà ngủ quên lúc nào vậy trời? Chanh ơi, Chanh à. Chắc nó thấy mình ngủ rồi nó bỏ đi về đây. Thiệt tội nghiệp, con nhỏ nó có hiếu vô cùng ghê vậy hà. Mua đủ thứ mua hết trơn. Mà trà này hiệu nghiệm ghê nghe. Uống vô cái nó ngủ liền một giấc vậy đó hà. Chết rồi anh Hai à, bây giờ phải làm sao anh Hai ơi? Em khổ quá anh Hai ơi. Làm sao, cái gì mà làm sao, tao cũng có biết đâu. Nè, mà tao thấy tía ông cương quyết dữ lắm á. Anh Hai, bây giờ chỉ có anh Hai giúp được em thôi. Anh Hai, anh nè, anh Hai phải làm sao mà kéo dài thời gian. Anh Hai tìm cách để cho con Kiều quý hôn với em luôn, được không? Đừng nói cho tía biết. Đừng để tía biết. Đừng cho tía mày biết hả? Được. Tao cũng không cho tía mày biết đâu. Ừ. Bởi vì tao là tía mày mà. Tao không lẽ tao tự cho tao biết ha? Gì vậy? Hai thằng bạn gì vậy? À, bàn cách chống lại tao hả? Nè, nè hen, tao báo cho biết nè hen, hen. Cái hôn sự này mà không thành hen là tao từ hai thằng bay luôn, nghe chưa? Nghe? Thằng ốm này. Phòng ai nấy về, có phòng riêng chung vô đây làm chi? Dây. Dạ tía. Đi lại mày. Con mày quên á. Đôi dép. Ngủ đi nghe con, nghe. Chứ đừng có thức đó là tính toán chuyện này chuyện nọ để mà chống lại tao nha. Ngủ mày. Dạ, con xong rồi nè tía. Ừ à. Về bánh này á là con coi con chia ra. Đem qua bên nhà bác Bảy vài đòn. Rồi đưa cho chị Hai bay vài đòn. Dạ. Với lại gửi cho mấy cô mấy chú mà. Wow. Bác Tư nè. Bác Tư thêm một đòn nữa đi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Cái ông này nói là đi cầm sổ đỏ xong rồi về dẫn mình đi mua sắm, mà sao tự nhiên đi cả buổi trời rồi mất tiêu. Bây giờ điện thoại lại không liên lạc được nữa. Có khi nào chả cầm một cục tiền xong rồi cao chạy xa bay, bỏ mình ở lại một mình không trời? Chắc là không đâu. Thằng chả không đến nỗi nào khốn nạn như vậy đâu chứ. Trời ơi, trời ơi, sao cô? Trời ơi, con xin lỗi cô. Chết cái chân tôi rồi trời ơi. Trời ơi. Cô có sao không? Ôi da, chết cái chân tôi rồi, nó bá vô cái chân tôi. Ây da. Ô, có sao không cô? Ôi, Chanh con. Má đang xách nặng quá, xách giùm má đi về đi con ơi. Má bị trúng cái chân, má trặt cái chân rồi con. Đau quá. Ủa, con dâu vàng, con dâu ngọc của bà đâu? Sao bà không kêu? Bà, dì cưng con dâu vàng của bà đang mang bầu mà hành tôi giữa trưa trời nắng vậy hả? Thôi tôi không có quỡn đâu. Nè, ổng đụng nè, kêu ổng đưa về đi. Vậy thôi, để con đưa cô về. Trời ơi, đúng là trái nhà mới lòi mặt chuột mà. Trời ơi, Sáu Bảnh nói không sai. Già mà con ngu. Trời ơi là trời. Ôi da. Thôi cô, cô chờ con nãy xe vô rồi, cô đang đưa cô về. Xách giùm cô đi con. Rồi, cô. Đi con, đi. Ây, từ từ con. Thím Bảy ơi. Ừ? Trời ơi An. Dạ. Tí con nấu bánh cho thím Bảy xong rồi, nói là con đem qua cho thím Bảy đó. Trời ơi, Bảy cảm ơn nghe. Bảy dạ. Nói nghe nè, thấy thương quá à. Tại nói nhờ gói giùm, nấu giùm rồi giao giùm nữa. Cảm ơn tía con quá trời quá đất luôn. Dạ không có gì đâu. Thôi bây giờ con về đẳng, để con còn đi giao ở mấy chỗ khác nữa. Uống nước con rồi hãy về. Dạ thôi được rồi thím Bảy. Cảm ơn con khác. Nhiều nha. Rồi nhắn là thím Bảy cảm ơn tía nha. Con biết rồi, con về đây. Cảm ơn con. Trời ơi, nhỏ dễ thương hết sức vậy đó hả? Ê, bánh thơm quá. Ủa bà? Tôi ở trong nhà tôi nghe hình như là có cái giọng của An. Con An, nó qua nhà mình chi vậy bà? Trời ơi, tại nói thấy thương quá trời quá đất vậy hả? Mà bánh nhà ông Sáu Bảnh ha, là số 1 nha. Nếp thì ngon ha, mà dẻo nữa, mà họ gói chặt tay lắm. Ở cái xóm này không ai gói bánh mà ngon bằng nhà họ trơn trọi á. Thì đương nhiên rồi, còn cái gì nữa mà bà nói. À quên à, để tôi kể cho bà nghe cái vụ này nha. Hồi hôm qua đó qua nhà Sáu Bảnh gói bánh đó, tôi nói cho bà nó vui quá trời quá đất luôn đó bà. Vậy ha. Nhưng mà tiếc một điều là không có anh Năm Tổn đó, cho nên là không khí nó không có vui giống như mấy năm trước đó. Mà sao hai cha già này ngộ ghê, làm gì mà giận nhau dai dữ gì không biết luôn á, thiệt tình. Ông biết gút mắt của hai anh em nhà người ta thì thôi ông hàng gắn lại cho họ vui vẻ đi. Trời ơi, bà không biết cái tánh của hai cha già này mà. Hai cha này nào là sĩ diện nè, là tự ái nè. Coi cái tôi của mình nó lớn dữ lắm, tôi nói là khó lắm bà ơi. Thấy thương mấy đứa nhỏ đó, thương nhau mà không đến được với nhau cũng tại hai người cha, khổ ghê luôn vậy. Ơi thôi tôi đem vô trỏng tôi cất, còn ông đó nghe chút nữa đem cái cây mai này vô phòng khách nghe ông. Yes madam. Nghe lời vợ, đem cây mai vô phòng khách thôi. Thằng khốn đó, nó dụ mình lấy sổ đỏ của bà Tám xong nó đem đi cầm. Bây giờ nó bỏ rơi mình, điện thoại cũng không nghe máy nữa. Mình đúng là ngu ngốc mới nghe lời nó mà. Không ngờ mình lại có số tiền lớn dễ dàng như vậy. Chanh ơi, cục cưng của anh phải cảm ơn em nhiều lắm. Nhờ em mà anh có số tiền lớn này. Nhưng mà thú thật là anh không có ý định chia số tiền này với em đâu Chanh. Quá đã quá đã. Đã thiệt. Giờ phải rủ mấy thằng này dậy xong coi. Alo, Bảy đô hả mày? Bữa nay mày kêu mấy thằng kia nó tụ lại đi, gậy xong đi. Trời ơi, bữa nay nè, tao nói mày biết nha, tao sẽ cho tụi bay biết thế nào là lễ độ ha. Trời ơi, xàm quá. Vậy đi nha, chúc tao tới. Bữa nay tụi mày chết với tao. Nhà cửa gì mà hiu quạnh, vợ chồng nó không biết có về hay không nữa. Má. Má. Con. Má có con. Sao không? Trời, má có chuyện gì á? Sao má không kêu tụi con sớm sớm đi là tụi con chạy về liền à? Má đau lắm hả má? Má đau quá, không có nấu cái gì ăn được hết trơn hết trọi. Trời ơi, má chưa ăn cái gì từ sáng tới giờ luôn hả? Trời ơi, đau vậy rồi có sức thuốc hay gì chưa má? Chưa con ơi. Trời ơi. Má đừng lo nha, để con xuống con bắt nồi cháo nấu cho má ăn liền nha. Ê. Dạ. Bầu bì mày làm gì để anh xuống anh nấu cho? Thôi đi, đàn ông đàn an ai lại đi xuống nấu bếp. Anh á, giờ em nhờ anh chạy liền về nhà tía em đi, mượn tía cái chai rượu thuốc á, ở nhà tía có chai rượu thuốc hay lắm, xoa vô cái là giảm đau liền luôn á. Để đi, đi. Anh đua đi liền. Con đi lẹ lên. Má chờ con chút nha, con xuống con nấu cháo cho má ăn liền nha má. Rồi con lên con bóp chân cho má đỡ đau nha. Nè, để dì nói cho con nghe. Thằng Nam á, nó thương con An. Nhưng mà con đừng có buồn. Con An á, nó không có thương thằng Nam. Nó vẫn còn thương thằng Khang, con hiểu không? Nhưng mà vấn đề á là anh Nam, ảnh nặng tình với con An. Con ơi, nặng tình hay nhẹ tình gì á, người ta gọi là tình yêu đơn phương. Tức là tình yêu một hướng đó, chứ không bao giờ trở thành tình yêu đôi phương được, con hiểu không? Ồ, anh qua hồi nào vậy cà? Sao không báo tôi biết hết vậy cà? Mới qua đây ngồi có một chút à. Sao? Năm nay Tết Nhất Thu định đi đâu không? Có chứ. Gia đình của anh Sáu đi đâu á là Thu đi theo đó hả? Tại vì ở đây á Thu chỉ biết gia đình anh Sáu thôi. Nói vậy trời ơi, còn tôi bỏ đâu, nói vậy tội nghiệp tôi không? Thu cứ yên tâm. Bây giờ nè, Tết năm nay muốn đi đâu tôi sẽ dẫn đi, hả không? Thôi đi đi, đi cho mình đi vòng vòng ở quê nè, coi cái Tết ở quê như thế nào, hả không? Ha, vui lắm. Ok. Với lại mình cũng phải hát karaoke nữa. Đúng rồi. Ôi, Thu thích hát lắm. Hát thì tôi đang trong nè, tôi đang trong nghe Thu hát nè. Nếu mà là nhạc Việt á, nhạc Việt mà cỡ lứa tuổi lớn hơn Thu á thì Em Ơi Có Bao Nhiêu, 60 năm cuộc đời đó. Còn nếu mà cái nhạc tình cảm á, Anh Biết Chăng Anh, Em Khổ Vì Ai, Em Khóc Vì Ai. Con không ngờ là dì Thu biết hát bolero luôn á nha. Wow. Còn hát nước ngoài nữa. Nước ngoài nữa hả? Oh my love. Wow. Hay. Đang chờ nghe. Con cũng chờ nè. Má, cháo còn đang nóng quá à. Con để cho nó nguội một chút rồi con đút cho má ăn nha má. Má đưa chân con coi. Má đau chỗ nào vậy? Sao mà đi đứng gì mà không kỹ lưỡng gì hết á. Má còn đau không má? Để con bóp nhẹ nhẹ tay nha. Ôi trời ơi, chết rồi, con bóp lỡ mạnh tay quá. Má đau hả má? Con xin lỗi má nha má. Má đau nhiều lắm hả? Để con xoa nhẹ nhẹ thôi nha má. Cái ông Lộc này thiệt á. Má đang đau mà kêu chạy về lấy chai rượu thuốc mà đi nãy giờ luôn. Xuân, không phải má đau mà thấy bay lo cho má, má hết đau rồi. Chỉ vì má đau trong bụng thôi. Trời ơi, má đã đau chân rồi, bây giờ còn đau bụng nữa. Bộ hồi nãy má té má trúng cái bụng đó hả má? Xuân ơi, má xin lỗi. Má xin lỗi con vì má đã đối xử tệ với con hồi trước. Má, chuyện trước đây á con quên hết rồi. Bây giờ con chỉ cần cả nhà mình sống vui vẻ hòa thuận với nhau là con thấy hạnh phúc lắm rồi. Má, má đừng nhớ tới mấy chuyện hồi xưa nữa nha má. Xuân, nếu thật sự như vậy á, con có buồn có giận má, con về đây ở luôn với má nha. Dạ. Yeah, thấy chưa, tôi biết thế nào vợ tôi với má tôi cũng hòa thuận là vui vẻ với nhau. Vậy là vô. Thật quý à. Anh này, thôi đi. Em quề với má chứ em không có quề với anh đâu. Sao anh về nhà lấy cái chai rượu thuốc rồi để cho má đau quá trời luôn rồi. Trời ơi, em trách anh. Anh qua bển đâu có tía em ở nhà đâu. Tía đi đâu á, anh ngồi anh đợi tía về xong rồi mới lấy chai thuốc rượu được nè. Thôi đừng nói nữa, đưa lại em đi, em bóp cho má nè. Ê, nè, mới hứa với má là về đây ở nha. Tí nữa anh chở em về bệnh xin tía ha. Biết rồi. Giờ thoa cho má để cho má đỡ đau nè. Một giọt nước mắt lau liền tay. Ở đây nữa nè. Trời, lau luôn. Anh quên nói chuyện này nữa. Anh định mua chiếc giỏ lãi để chạy kiếm thêm. Chứ giờ sắp tới nhà mình có thêm đứa nữa rồi, phải có tiền để lo cho nó tốt hơn chứ. Đúng không má? Bay biết lo xa như vậy là tốt lắm đó. Má có tiền, bay có cần cứ nói má đưa cho. Trời ơi, không cần đâu. Vợ chồng con dành dụm được số tiền chắc là cũng đủ. Má cứ để dành tiền mà mua vàng đeo. Cái thằng quỷ nè. Giờ tụi mình phải cưới liền trong tháng sau. Nếu không là để nó bự. Gì bự? Nếu không á là để thời gian nó bự dần lên, là phải 2 năm sau mình mới cưới được. Không có ai mà nói thời gian bự hết trơn á. Thì ý em nói là thời gian dài đó. Tôi mệt quá. Thầy bà nào nói. Tôi mua đồ lại tôi cúng ổng bả liền á. Anh nói vậy là có ý gì chứ? Vậy là giờ ý anh muốn sao? Giờ còn hỏi ý tôi muốn sao nữa. Ý tôi muốn sao còn phải thừa hiểu chứ. Anh giỡn mặt với em hả? Nếu mà bây giờ anh không tính chuyện của tụi mình á, thì em về em nói tía má em qua gặp tía anh giải quyết một lượt á. Tôi mệt quá à. Không biết người ta đang lỗ vườn rau sặc máu hả? Bây giờ muốn cưới cũng đâu có tiền đâu mà cưới. Bây giờ em không cần biết tiền bạc gì hết á. Nói chung bây giờ phải cưới gấp, không có chờ đợi được nữa. Bây giờ muốn cưới phải không? Ừ. Rồi tôi tính đơn giản lắm. Muốn cưới cô tự bỏ tiền ra cô cưới tôi đi. Tôi không có tiền. Nè. Bữa nay cô em gái chân phèn của anh đâu? Sao đi một mình vậy hả? À, hay là chắc anh bị người ta bỏ rơi nên lủi thủi một mình phải không? Nè, anh quá đáng lắm nha. Anh coi như tôi không có tồn tại ở đây hả? Anh coi tôi giống như hồn ma móng quế vậy đó hả? Vậy bây giờ cô muốn sao? Cô muốn tôi nói cái gì bây giờ? Đơn giản lắm. Em muốn mình quay lại với nhau. Tại sao anh cứ tránh né em hoài vậy hả? Em nói rồi, dù gì á, anh cũng không bao giờ có được tình cảm của con nhỏ An đó đâu. Anh đừng có phí thời gian nữa. Được, sẵn đây tôi nói rõ cho cô biết. Cho dù An không yêu tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại với cô. Tôi thà ở vậy còn hơn ở với một người không xứng đáng như cô. Anh dám nói là tôi không xứng đáng với anh hả? Anh tưởng anh ngon lắm hả? Nè, tôi nói cho anh biết, tôi mà không có được hạnh phúc, anh cũng đừng hòng có được nha. Ghét mà. Ui da. Hết hồn. Trời ơi, đau. Mày hả? Hay quá ha. Vô duyên chỗ ta đang nhìn má. Hai người làm gì vậy? Tự nhiên có ngồi nhìn nhau cười tủm tỉm. Má à, đừng có nói là má muốn cua vợ con nha. Đây là vợ của con rồi nha. Mày cái thằng bậy bạ không à. Mày thôi, bây giờ á má với vợ con cứ ngồi đây cười tiếp đi. Con đi công chuyện đây, chưa trời chưa trật rồi. Nhớ cười từ từ thôi nha. Đừng có cười nhiều quá rồi bị dịch cái miệng luôn á. Anh đi rồi anh về. Anh thằng. Ê, má cũng đi chợ nữa, để không thôi trưa rồi. Ở chợ Tết á, người ta hay đi sớm lắm. Thôi má, chân má đang đau á. Mấy cái chuyện nặng nhọc má để con đi chợ cho. Má muốn ăn gì má nói đi, con mua hết à. Trời ơi, bây giờ con đang bầu bì, con phải nghỉ ngơi đi. Cái chân của má bị trật hôm trước nè, bây giờ đâu có gì nữa đâu. Thôi đi, mới đây à, chân má chưa lành đâu, đi chợ xa lắm, má con má trật lại á, đau lắm. Con đừng có lo, con coi đây nè, thấy không? Trời ơi. Hồi đó má cũng vậy đó, má cũng có bị cũng trật chân như vậy, cũng phải đi làm thôi chứ sao giờ, cũng quen rồi. Công nhận thuốc của tía coi như thuốc tiên vậy đó. Cảm ơn con nghe. Dạ, nhưng mà má đi chợ má phải đi cẩn thận từ từ thôi, coi chừng có đau lại đó. Rồi, không có sao đâu, con nghe lời má, con ở nhà, con coi chừng nhà là được rồi. Mà con có bị ngán hay là con nghe khó chịu gì không? Con nói đi, thèm ăn gì để má mua về cho con. Để con hỏi nó một chút. Con ơi, con có thèm gì không? Nó nói là nó thèm chua đó má. Thèm chua hả? Vậy để má mua cốc với ổi về cho con ăn nha. Má, hay là má mua thêm khế với me đi má. Ừ luôn. Má nhớ mua thêm mắm ruốc nha. Ừ luôn. Nhưng mà con nhớ là con ăn mắm ít thôi nha. Để không thôi là con bị chột bụng đó. Thấy ghê quá, để con hỏi lại coi nó còn thích ăn gì khác không. Bây giờ không có mắm ruốc, con thích ăn gì khác không con? Ăn gì? Muối tôm. Muối tôm. Nó nói nó thích ăn muối tôm đó má. Rồi. Dạ. Được à. Bây giờ má vô má sửa soạn đồ má đi chợ nha. Dạ. Nha. tía. Xong chưa tía? Đây còn mấy món nữa là xong rồi nè. Trời đất ơi. Tía, tía định cho con mua hết cái chợ luôn hả? Đây nè, từ cái món số 1 tới cái món số 5 là cái món của má con thích hồi xưa. Dạ. Nhớ mua nha. Còn mấy cái này rồi, cũng phải mua cho đầy đủ. Mua đồ cúng đồ này nọ đó. Áo, giấy, tiền vàng đồ đầy nọ đầy đủ hết nha không? Dạ rồi, con biết rồi. Không có được thiếu món nào đó. Danh sách tí ghi như vậy làm sao con mua thiếu được. Công nhận ở nhà này nè là bác Sáu là chu đáo nhất. Nhưng mà mắc cười quá ha. Tết mua gì mà mua quá trời. Ăn 3 ngày Tết xong hả, ra Tết người nào người nấy mập thù lù. Lăn không chứ đi gì được. Dì Thu. Đây nè, tôi nói cô nghe ăn. Cỡ cái tướng của cô là hít không cũng mập chứ đừng có nói. Tía, thôi mình đi. Mua nhiều vậy con sợ cái giỏ này đừng không đủ đó. Có gì anh sách phụ cho. Ừ phải á, thằng Nam nói đúng á. Bây giờ cho thằng Nam đi chung với con đi. Sẵn nó sách đồ phụ mày. Dạ rồi, vậy thôi hai đứa con đi nha. Ừ. Con đi nghe bác Sáu. Con đi gì ơi. Thấy đi mua đồ sơm tủ quá ha. Anh Sáu, cho tôi hỏi thăm nghe. Anh mua đồ cúng ông bà đó. Mua giấy tiền vàng bạc nè. Rồi mua quần, mua áo rồi. Mua xe, mua đồ tùm lum hết. Để đốt xuống dưới cho ông bà xài á. Mà ông bà có nhận được không? Được chứ. Đốt là nhận được. Là mấy người chết cũng nhận được hết hả? Được hết. Ủa anh chưa chết mà sao biết người ta nhận? Sao bà ngộ quá vậy? Hả? Cái đó là cái phong tục ông bà để lại thì bây giờ ông bà mình đã đốt rồi thì ông bà của ông bà nhận được thì mình mới đốt tiếp chứ còn không đốt chi? Bà hỏi khó tôi vậy? Không phải. Cho hỏi câu được không? Nữa hả? Thì tại tôi thắc mắc đó mà. Phong tục thì phải làm cho ra lẽ thì tôi mới biết chứ. Vậy chứ có bao giờ ông bà của anh hiện hồn về báo mộng, nói là chưa nhận được hay nhận được rồi không? Bà biết đi. Hỏi vậy thôi. Chắc chắn là không có chuyện báo mộng. Chắc chắn là không bao giờ thấy. Bà đừng có hiện hồn ra nữa nha. Không phải. Trời ơi, cái chuyện này tôi thắc mắc. Ám gì đâu. Công nhận cái tắc tráng này mới mua có vẻ ngon nha Lộc. Ê, nghe nói là vợ mày có bầu hả? Ừ. Trời ơi, vậy là tin vui rồi. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng nha. Mà hy vọng á là má chồng nàng dâu của mày sẽ thuận hòa như vậy nha. Có vậy á, gia đình mới vui chứ. Giờ cũng tốt rồi. Từ ngày á Xuân có thai á, cái má tôi cũng thay đổi thái độ. Rồi thay đổi 180 độ luôn á. Bây giờ Xuân vui vẻ, tôi cũng vui lây theo. Được vậy bây giờ ông tập trung làm ăn là sướng rồi. Ủa mà dạo này á vụ bà Chanh sao rồi? Bà còn gọi gia đình ông không vậy? Không, dạo này thưa dần rồi. Tôi hy vọng cũng sớm giãn thôi. Đúng rồi. Nhớ là đừng có dây dưa với cái bà đó. Dứt càng sớm càng tốt. Tôi không nghĩ sao mà ngày xưa tôi còn định cua bả nữa đó. Nghĩ lại mà giờ là mừng cho gia đình ông, mà cũng mừng cho tôi luôn đó. Thì đó, giờ nhảy vô đi, hốt đi. Ông nghĩ sao vậy? Hốt bả xong chắc tôi tàn đời luôn đó. Trời ơi, có gì đâu, hốt Chanh xong không sợ bị cảm. Cảm có Chanh nặng uống vô, Chanh nó chua lắm. Thôi đi, sợ lắm ơi. Rồi đi chị. Ủa? Con đi chợ Tết hả? Đi vòng vòng chơi thôi chứ có mua gì đâu. Ủa tôi đâu có phước như ai kia đâu. Có má chồng cưng chiều. Đi chợ mua cái này cái kia cho mà ăn. O bế đủ thứ à. Coi chừng á nha. O bế cho dữ vô. Có ngày á bị nó dắt mũi hai mẹ con. Lúc đó chắc tôi cười 8 ngày 8 đêm luôn quá. thì má gặp con, má hỏi thăm con chứ có gì đâu mà con móc mỉa dữ vậy. Ủa lúc này có bán móc câu hả con? Tại vì lúc đó bà muốn lợi dụng tôi cho nên bà mới nhận tôi làm con nuôi của bà thôi. Chứ bây giờ còn nói tôi là bán móc câu này nọ. Ai biểu cô nói móc quá chị? Gặp hỏi thăm chứ có làm gì ghê vậy? Xê, thiết. Ê để ý chi bà già đó cho mệt vậy hả? Mà em đó, em cũng hiền thiệt á. Trước tới giờ bị người ta xỏ mũi, vậy mà không tìm cách để trả thù sao? Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng mà chưa nghĩ ra được cách nào hết trơn. Nè, muốn không? Để chị tìm cách giúp cho. Nhưng mà cách sao chị? Chỉ cần hợp tác với chị, còn mọi cách để chị lo hết. À, thì ra là chị ghét con Thùy An, cho nên nó là cũng ghét lây gia đình đó luôn đúng không? Bởi vậy, đúng là ông bà ta có câu yêu ai yêu cả đường đi, còn ghét ai là ghét cả tông ti họ hàng. Thiệt là đúng không có sai mà. Thôi được rồi, em sẽ hợp tác với chị. Em cũng ghét gia đình ông Sáu Bảnh lắm. Gia đình ổng từ xưa tới giờ chuyên phá hoại những chuyện làm ăn của em thôi. Giờ cha Tính đã bỏ đi, mình cũng cần tiền để sống. Trước mắt mình cứ hợp tác với cô ta để kiếm tiền xài trước đi rồi tính. À, em mới vừa nghe đám bạn nói là bên xưởng của con Thùy An á, đang có một cái hợp đồng lớn với lại đối tác quan trọng ở bên Mỹ. Cả Bảo Nam và Thùy An á đều rất là hy vọng vô cái mối làm ăn này đó. Ồ, nếu như vậy thì càng tốt. Lần này sẽ làm cho hai người đó sống dở chết dở. Còn thiếu cái gì nữa ta? Để coi. Trời ơi, Linh chưa kìa. Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới rồi. Đúng là hai chị em nhà này giống nhau. Đẹp quá à. Chỉ giỏi vụ trai thôi à. Không biết lấy loại nào giờ ta. Đi. Cái này nè. Em thấy cái này cũng được nè. Qua đây coi đi anh. Má, má mới đi chợ về. Nặng không má, để con xách cho. Ủa, má, bộ má mệt hả? Bộ đi chợ về mệt hay bị gì vậy má? Con coi có tức không? Má gặp con Chanh ngoài chợ á. Dạ? Má nghĩ tình nghĩa bấy lâu, má bắt chuyện với nó. Má chào, má hỏi nó. Vậy mà nó nói chuyện, nó trịch thượng với má. Trời ơi. Nó bắt lỗi má. Rồi nó nói trọng với má. Rồi nó làm như má ngang tuổi với nó vậy. Cái con này nó thiệt tình luôn á. Thôi mặc kệ nó đi má. Mai mốt ra đường má gặp cái con Chanh chua đó, má cứ khỏi nhìn tới cái mặt nó, má khỏi chào hỏi gì hết, má công mệt thêm đó má. Thôi đi má. Dạ. Anh. Thôi sao được mà thôi. Thôi mà, mệt ảnh hưởng tới sức khỏe nữa. Má cũng gây cho nó một chập nữa đó. Thôi mà. Có chuyện gì vậy? Không có gì đâu, đừng nhắc nữa má bực thêm á. Đang bực đúng không? Đang bực về báo tin vui cho hết bực nè. Gì vậy? Tin gì? Báo cái tin này bảo đảm má với vợ con vui liền, nhất là em á. Gì vậy? Gì vậy? Tiền. Trời ơi. Thấy chưa? Trời ơi, đâu ra quá trời tiền vậy? Ê, bộ anh mới trúng số hả? Trời ơi, còn hơn là trúng số nữa. Cái này là lâu là dài nha. Trúng số chỉ là nhất thời thôi. Trời ơi, nói đại đi. Thì nói đại đi, có gì đâu mà nhá nhá hoài vậy? Con mới mua chiếc chỏ lại. Chạy về chưa kịp cất vô bến nữa. Bắt Năm, ổng kêu chở mấy cuốc hàng liền tay. Chở xong là đưa tiền tươi liền. Chuyến này là giàu to rồi. Vậy là ngon nha. Đầu xuôi đuôi lọt nha. Cái ông này mà ông mở hàng là làm ăn suôn sẻ lắm nha. Dạ. Đây, cái này bây giờ là em cất. Cái này là để dành sau này có con á, có nhiều thứ để lo lắm biết không? Nó nói đúng đó, con cứ cất đi. Má và anh Lộc tin tưởng giao tiền cho mình. Bây giờ mình phải làm sao đây? Má có đặt vỏ trái cây, chút người ta giao. Rồi con đem qua bển, rồi con biếu tía con. Rồi nói má là biếu lại để cúng ông bà. Con cảm ơn má. Anh thấy không? Tí em kêu đi mua đồ cúng thôi đó, mà đưa cái sớ dài giống như sớ táo quân vậy. Xách mệt luôn đó. Em thấy không? Lúc hồi nãy anh nói là anh đi chung với em cho, chứ không có anh em nghĩ coi em cầm hết được bao nhiêu đây hay không. Cầm hết thì cầm hết được đó, nhưng mà em sợ về tới nhà là tay em như lực sĩ, con chuột nó nổi lên luôn. Có con chuột không mà cũng cười. Sao dễ cười quá. Con chuột ở làm gì dữ vậy? Tôi cũng có con chuột nè, thấy không? Con chuột trước chuột sau đầy đủ luôn. Giỡn hoài. Đứng lại. Tôi chưa nói xong mà. Anh làm cái gì vậy? Tôi chưa nói xong. Để nó cho đã miệng đã. Anh... Hai người đẹp đôi lắm. Hai người đẹp đôi lắm. Hèn gì? Anh nói như vậy là sao? Anh nói vậy là có ý gì? Ủa tôi mới nói gì? Hai người đẹp đôi lắm. Hèn gì? Sai. Tôi nói là hư. Hai người đẹp đôi lắm. Hèn gì? Thiếu chữ hư rồi. Anh bớt xàm đi. Tôi chúc mừng hai người á. Tôi tác hợp cho hai người. Đám cưới nhé mời tôi. Tôi lời tôi hát một bài ủng hộ cho hai người. Vậy hôm đó là vợ người ta. Quê. Anh im đi. Tôi quê tôi muốn hát gì hát chứ. Tôi nói cho anh biết nha, anh không được ăn nói hàm hồ như vậy. Tôi với anh Nam chỉ là bạn bè thôi. Cái gì? Nói gì? Nguyên cái xóm này nè, ai cũng biết hai người là thanh mai trúc mã hết. Bây giờ tôi tin ai bây giờ? Thì tôi phải tin xóm mình thôi chứ. Tôi nói cho anh biết nha, người ta nói gì tôi không quan tâm, nhưng anh không được hàm hồ, ăn nói bậy bạ, xúc phạm tôi như vậy. Tôi với anh Nam chỉ là bạn thôi. Thì anh chỉ muốn em nói vậy thôi mà. Miễn sao em khẳng định vậy là anh vui rồi. Em thực sự đã không có tình cảm với anh. Nhưng cho dù như thế nào, anh vẫn luôn mãi nghĩ về em thôi. Yeah. Dạ thưa tía, con mới qua. Thưa dì Thu. Tía, má chồng con dặn á là tía đừng có mua mâm ngũ quả gì nha. Má chồng con đặt hết rồi đó. 2 mâm. Người ta đang giao qua đây 1 mâm. Bên nhà con 1 mâm đó. Trời ơi, tiện ghê chưa. 2 người mới làm quề hôm trước thôi, hôm sau đã có người đặt cho 1 mâm ngũ quả rồi. Khỏi phải tốn tiền mua, coi như tiện lợi cả đôi đường. Biết vậy là tôi làm quề lâu rồi hen. Ôi thì tại tính tình của anh cố chấp quá mà. Ủa tía, Út An với lại Bảo Nam đâu rồi tía? Tụi nó đi chợ rồi. Bà bên bển á, bà lo đồ cúng đồ kiến đồ này nọ đầy đủ chưa? Dạ chưa tía, má con nói là chiều mới cúng. Dạ con nghe điện thoại xíu nha tía. Ủa, nó nghe điện thoại ai mà nó lấm la lấm lét vậy? Ủa, tôi cũng ngồi với anh mà sao tôi biết được gì. Nhưng mà chắc có lẽ là nó không muốn cho mình biết. Dạ tía, con có công chuyện con đi về bển nha. Con đi về nha dì Thu. Không biết ai gọi nó mà nó đi gấp vậy. Mà lỗng đài tôi thấy á, con người nó tiều tụy đi. Chắc nó lo lắng suy nghĩ cái gì á. Thì chắc có lẽ là nó buồn cô Chanh cô Chua gì đó. Còn đi qua lại với bà Tám chứ gì nữa. Không có, mấy người đó là coi như là giãn ra luôn rồi mà, đâu có qua lại gì nữa. Thì ôi hơi sức đầu mà anh suy nghĩ. Chuyện gì tới tự sẽ tới thôi, suy nghĩ làm chi cho thêm lo. Anh ở nhà nha, tôi đi công chuyện chút xíu ha. Cái bụng ngày càng lớn thì càng khó giữ bí mật được. Không thể để nó trở thành cái thai quan được. Mình nhất định phải mau chóng hợp thức hóa cái thai này mới được. Anh Khang, giờ chỉ có anh mới có thể giúp được em. Tôi có việc này muốn nhờ hai người làm. Đảm bảo việc nhẹ lương cao, tiền công rất là hậu hĩnh. Ok, Nếu mà có tiền thì sao cũng được. Làm gì chị nói đi. Chuyện nhỏ, chị cứ chuẩn bị tiền đi. Tất cả mọi chuyện để tụi tôi lo. Hai anh cứ yên tâm đi. Khi nào xong việc chắc chắn sẽ có đủ tiền. Làm càng tốt thì càng được hậu đãi. Bây giờ hai anh cứ tạm nhận trước số tiền này đi. Ok, chờ tin của tụi tôi nha. Hợp tác vui vẻ. Ừ, hợp tác vui vẻ. Anh Khang, sao tới đây? Anh ngồi đi. Sao mà làm gì bài binh bố trận giống như nhậu à? Hôm nay em buồn quá. Anh uống với em vài ly nha. Thôi, con gái con lứa đừng có bài đặt nhậu, thấy ghê lắm. Chỉ duy nhất hôm nay thôi. Biết đâu hết hôm nay rồi mình không còn dịp uống nữa với nhau đâu. Làm cái gì nói cái gì mà giống như là một cái gì đó nó tuyệt mệnh quá vậy. Anh ngồi lại đó đi. Có chuyện gì? Cô nói lẹ đi. Em định sẽ hủy hôn. Em không ép anh chuyện cưới xin nữa. Em lên thành phố ở với dì em vài tháng để cho anh có thời gian xác định lại tình cảm của mình, và để coi anh có thật sự quên được chị An hay không. Còn nếu không, em sẽ chấp nhận từ bỏ. Em muốn uống với anh hôm nay để em với anh trút bỏ hết tâm sự bấy lâu nay, và cũng để cho em có thêm quyết tâm để xa anh một thời gian dài. Cô đang nói thiệt hả? Được rồi, vậy tôi sẽ uống với cô nha. Uống vài ly thôi ha. Vài ly thôi cũng được rồi. Một ly cũng được. À, rồi tôi uống cạn liền. Rồi, được rồi ha. Lần này thì em muốn thu mua lục bình với giá cao, cho nên nếu như mà các anh mua được lục bình cứ đem về đây bán cho em hết, em sẽ thu vô hết. Ông thấy sao? Được. Nếu vậy thì tụi tôi có trách nhiệm là thu mua hết tất cả các loại lục bình trong xã này phải không? Chính xác. Vậy thì ok. Đây là tiền, em sẽ đưa trước cho các anh. Nói chung là các anh cứ thu mua hết cho em, bao nhiêu cũng được, em sẽ trả hết. Vậy là cái chuyện thu mua này em chắc chắn đúng không? Dạ. Vậy anh mong là chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ và sẽ ngày càng tiến triển hơn. Hợp tác thành công nha. Chào các anh. Chào em. Chào em. Chào mấy chú sang đây có chuyện chi không? Dạ, tụi con lại đây thu mua lục bình của cô nè. Tụi có mối hết rồi, tụi bán cho người ta hết rồi. Cô để cho tụi con đi, tụi con sẽ mua gấp đôi. Thôi, tụi có mối rồi. Dạ, cô yên tâm đi, tụi con sẽ thu mua giá rất là cao. Còn nhiều á, cô cứ để dành cho tụi con hết đi. Cô đừng lo, tụi con mua là tụi con sẽ mua lại rất là cao. Cô cứ để lại cho tụi con đi mà cô. Còn nhiều cô cứ để dành đi. Không biết sao nói chứ, tôi đã bán cho mối lái hết rồi. Con biết rồi, cô cứ bán cho tụi con đi, tụi con làm ăn rất là uy tín. Đúng rồi đó cô. Nè, cô lấy tiền cọc coi cô. Đây là tiền cọc. Bây giờ con đưa trước cho cô để coi như là làm tin nha cô. Bây đó giờ là 5 triệu lấy đi. Cô đếm lại đi cô. Bây giờ cô cứ đếm đi. Đây là 5 triệu, tụi con đưa sao trước chứ hàng cô này lấy đi mà. Rồi tụi con sẽ làm việc với cô lâu dài. Cô cứ nhận đi, cô đếm đi, 5 triệu. Vậy là cô đồng ý với tụi con đúng không? Bây giờ tôi không biết làm sao nói nữa. Thôi vậy là cô nhận tiền rồi nè, chúng ta hợp tác. Mấy chú nhớ ghé lại lấy nha, tôi gom thêm chút nữa. Dạ, tụi con đã nhất trí là như vậy mà. Thôi, chào cô. Dạ, chào cô. Mấy chú về. Ơi, uống tách trà nè bác. Em xong rồi nè anh. Ồ, đi nhanh thôi. Vậy hả? Thưa tía, tụi con đi. Ủa chứ bay đi đâu? Tụi con đi thu mua lục bình. Cái gì? Gần Tết nhất rồi thôi thu mua làm chi con. Tía biết sao không? Tại vì mấy cái đơn hàng đợt trước mà tụi con xuất qua Mỹ á, người ta rất là ưng ý. Dạ. Cho nên là họ đặt hàng tiếp, mà qua Tết họ sẽ lấy. Tụi con sợ là nếu bây giờ tụi con không đặt nguyên liệu á thì sẽ không kịp. Thôi vậy ấy, thôi tranh thủ đi đi, chứ để mất uy tín với người ta, rồi mất mối nữa. Thôi tụi con đi với bác Sáu. Thưa tía con đi. Đi em. Đi làm hả? Tụi nó đi làm. Nó nghe nè, mấy cái ngày nghỉ lễ hay là ngày nghỉ gì đó là mình cũng phải nghỉ ngơi thư giãn. Còn đằng này tụi nó vẫn phải đi làm. Bởi vậy làm chủ công nhận cực thiệt luôn đó. Thì đó, ai nói làm chủ sướng đâu. Thấy tụi nó chạy sất bớt sang bang như vậy xót ruột muốn chết. Nhưng mà cái công cái chuyện mà có việc mừng là được rồi. Đúng là lớn thuyền lớn sóng bà thấy không? Mà tôi nói thiệt, thấy tụi nó hai đứa nó siêng năng như vậy á, đi cũng đẹp đôi dữ. Đẹp đôi? Thì đẹp đôi thiệt. Nhưng mà đi chung với nhau mà không có tình ý gì với nhau á thì cho dù đẹp đôi cũng không có ý nghĩa gì đâu. Sao bà, sao lâu lâu bà chọt vô một câu cái nghe nó trớt quớt. Người ta đang mơ một giấc mơ rất đẹp, cái bà đâm xuồng bể vậy. Mơ cái gì? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Thật sự là con An á, nó không có tình ý gì với thằng Nam hết á. Mà nó lúc nào cũng thương thằng Khang. Mà tại vì ông cố chấp quá cho nên tụi nó phải như vậy thôi. Chứ thằng Nam với con Thùy An đứng kế bên nhau cũng giống như là hai người bạn thôi vậy hả? Bà họ Bùi tên Lan hả? Bà Bùi Lan à, sao bà bàn lui hoài vậy? Tôi nói thiệt mà, bàn lui gì không biết nữa à. Lãng ghê vậy đó. Thôi mệt quá. Tôi cứ nghĩ vậy nè, nếu mà thằng Nam á, nó kiên trì, với lại nó thể hiện ra cái tình cảm của nó, thì sẽ đánh động được lòng của con An. Mơ quá. Giờ mấy cậu tới đây để mua lục bình của tôi đúng không? Dạ, tụi con hứa là cô có nhiêu tụi con thu mua hết. Nhưng mà mấy cậu mua được giá bao nhiêu? Cô cứ yên tâm, tụi con thu mua giá gấp đôi so với người ta. Vậy bây giờ mấy cậu đặt cọc được bao nhiêu? Dạ, lấy tiền. Bây giờ tụi con đặt cọc trước cho cô là 5 triệu. Con sẽ đưa cho cô như là làm tin ha. Vậy mấy cậu có chắc là mua hết không? Để tôi biết, tôi gom lại tôi bán cho mấy cậu. Dạ tụi con mua hết rồi. Bây giờ con gửi tiền cho cô nè. Cô đếm đi. Cô đếm tiền đi. Rồi đủ rồi. Vậy là an tâm cô ha. Vậy là mấy cậu hứa mua rồi đó. Nhiêu để hết cho tụi con nha. Rồi tôi biết rồi, để tôi gom lại cho mấy cậu hết. Dạ. Nè, mấy cậu nhớ lại lấy nha. Dạ cô yên tâm. Dạ thôi con xin phép. Chào mấy cậu.